Trong cái bài trình bày này thì đầu tiên thì tôi cũng xin điểm qua một số cái nét cơ bản liên quan đến bệnh lý COVID-19 và sau đó là những cái ảnh hưởng trên cái bệnh lý cơ xương khớp và những cái khuyến cáo của thế giới cũng như là cái thực hành lâm sàng trên thực tế liên quan đến cái việc theo dõi quản lý bệnh nhân cơ xương khớp. Và phần cuối cùng xin nói một chút về cái bệnh lý thoái hóa khớp, đó là một trong những cái vấn đề thường gặp nhất trong chuyên khoa. Thì chúng ta đều biết là bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 là một cái chủng corona virus ở người và là một cái loại mà virus ARN. Có trên bề mặt của virus có chứa những cái glycoprotein hình gai và chính những cái protein này nó gắn kết với những cái cụ thể ACE, tức là cái men chuyển dạng angiotensin 2 của tế bào vật chủ, và nó lây nhiễm chính cái đường vào chính là trên đường hô hấp. Và đây là một chúng ta đều biết là cái bệnh lý lây nhiễm rất dễ dàng, tuy nhiên thì chưa có cái miễn dịch tự nhiên ở người, và cái hình thức lây nhiễm chính là qua giọt bắn, khí dung và tiếp xúc với cái bề mặt có nhiễm virus, và có thể qua không khí, đặc biệt trong những cái môi trường mà kín kém lưu thông không khí. Thời gian vừa qua thì ở Việt Nam cũng như trên thế giới, dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta cũng biết là Việt Nam cho đến thời điểm này, theo cái số liệu thống kê trên trang web của Bộ Y tế ngày hôm qua, thì chúng ta có 880.000 ca nhiễm và cho đến thời điểm này đã có trên 20.000 trường hợp tử vong. Trong khi ở trên thế giới thì đến thời điểm này đã có trên 240 triệu người bị nhiễm và số ca tử vong lên đến xấp xỉ 5 triệu người. Biểu hiện lâm sàng của người bệnh COVID thì nó cũng rất là đa dạng. Đa phần 80% ở cái triệu chứng nhẹ và khoảng 15% ở cái triệu chứng bệnh trung bình, cái tình trạng viêm phổi, suy hô hấp, và khoảng 5% ở cái tình trạng nguy kịch và cái nguy cơ tử vong rất cao. Thì chúng ta đều nhận thấy là đa số những trường hợp thì nhìn chung ở cái trường hợp có thể là không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên thì một số rất ít, mặc dù là cái tỷ lệ nhỏ, nhưng khi mà số ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng thì cái số lượng bệnh nhân nặng, nguy kịch và tử vong cũng gia tăng, như chúng ta đã chứng kiến cái thời gian vừa qua ở một số cái tỉnh thành ở khu vực phía Nam. Và chúng ta đều biết là có nhiều cái yếu tố nó làm tăng cái nguy cơ mà bị bệnh nặng, nguy cơ phải nhập viện, nguy cơ tiến triển nguy kịch và nguy cơ tử vong ở những người nhiễm COVID, bị bệnh COVID-19. Trong đó tuổi càng cao thì cũng nguy cơ mà tử vong thì càng cao theo như hầu hết các thống kê trên thế giới cũng như tại Việt Nam, và đặc biệt những cái người có mắc một số cái bệnh lý nền nội khoa, chẳng hạn như những vấn đề về hô hấp, đái tháo đường, bệnh lý về tim mạch, tình trạng béo phì, tăng huyết áp, bệnh lý ác tính, vân vân. Về cái quá trình nhiễm virus và cái diễn biến tự nhiên của bệnh COVID-19 có thể là trải qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn virus xâm nhập vào cơ thể, đáp ứng ban đầu với virus, và giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà bắt đầu có những cái tổn thương ở phổi và bắt đầu có xuất hiện cái tình trạng mà đáp ứng viêm của cơ thể vật chủ, và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà tình trạng nhiễm và nhân lên của virus không phải là còn là vấn đề, nhưng mà cái đáp ứng viêm của vật chủ, tức là của cơ thể người, thì tăng cao và gây cái tình trạng tăng viêm, và hầu hết những bệnh nhân nặng nguy kịch là khi cái tình trạng đáp ứng viêm, tình trạng tăng viêm xuất hiện. Về cái cơ chế bệnh sinh và cụ thể là cái đáp ứng miễn dịch với khi mà nhiễm với SARS-CoV-2 thì chúng ta cũng đã biết là khi mà virus xâm nhập và gắn với cụ thể của tế bào, thường là biểu mô của cái đường hô hấp, thì nó kích hoạt cái đáp ứng miễn dịch mà không đặc hiệu ban đầu, và sau đó thì xuất hiện cái tình trạng mà đáp ứng của cơ thể và gia tăng những cái dấu ấn viêm, trong đó có những cytokine viêm, những chất mà trung gian viêm khác. Và ở cái giai đoạn thứ ba, khi mà cái tình trạng mà viêm dữ dội mất kiểm soát gây cái tình trạng mà đáp ứng viêm rất mạnh mẽ, trong đó có cái hội chứng được gọi là bão cytokine,
và gia tăng hàng loạt những cái cytokine viêm khác gây cái tổn thương đa tạng và những tổn thương nặng gây cái tình trạng mà lâm sàng nặng và nguy kịch như cái tình trạng ARDS, đông máu nội mạc, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết và choáng mà nguy cơ tử vong cao. Thì có một cái vấn đề mà nó liên quan nhiều đến cơ chuyên khoa cơ xương khớp và miễn dịch ở đây, tức là cái đáp ứng viêm của cơ thể với lại cái tình trạng nhiễm virus và cái hội chứng tăng viêm. Thì trong cái cơ chế bệnh sinh này nó có một số cái điểm chung rất lớn với một số những bệnh lý viêm khớp và những bệnh lý tự miễn, và nó cũng có một số những cái phí chính vì điểm chung trong cái cơ chế bệnh sinh như thế, cho nên là trong cái thời gian qua từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay thì nhiều cái liệu pháp mà ức chế miễn dịch, điều hòa miễn dịch mà chúng ta đang sử dụng cho bệnh nhân cơ xương khớp, từ những cái thuốc như ban đầu được thử nghiệm như kháng sốt rét tổng hợp hay là đến đặc biệt là những cái thuốc mà ức chế cytokine, là những cái liệu pháp mà đã đang được thử nghiệm và một số thuốc được chấp thuận cho cái điều trị những bệnh nhân COVID nặng có hội chứng tăng viêm hay là cái bão cytokine. Bản thân Hiệp hội Thức học châu Âu cũng đưa ra một số những cái khuyến cáo, những cái điểm nhấn mạnh về cái cơ chế sinh bệnh học của COVID-19 cũng như là liên quan đến việc mà sử dụng những thuốc ức chế và điều hòa miễn dịch ở bệnh nhân cơ xương khớp cũng như là những ứng dụng có thể cho điều trị bệnh nhân COVID nặng. Thì trong cái khuyến cáo của OLA về cái cơ chế sinh bệnh học thì có một số cái điểm chính này, như sau. Những cái khác biệt liên quan yếu tố di truyền, trong đó có cái trục gen liên quan đến miễn dịch có thể liên quan đến cái mức độ đáp ứng miễn dịch khác nhau giữa những cái bệnh nhân COVID-19 và từ đó có thể có ảnh hưởng đến cái tiên lượng của người bệnh. Thứ hai là đáp ứng miễn dịch tế bào và dịch thể với SARS-CoV-2 khác nhau giữa các cá thể, giữa bệnh nhân này với bệnh nhân khác và cái quá trình nhiễm khuẩn cũng như là phổ bệnh. Tuy nhiên không, hiện tại thì cũng chưa có đủ chứng cứ chắc chắn để xác định có một cái mối liên hệ trực tiếp đến kết cục. Và cái nồng độ của nhiều cái cytokine viêm, đặc biệt là cái interleukin 6 huyết thanh tăng cao ở bệnh nhân COVID-19. Và điều này có liên quan chắc chắn đến cái tiên lượng và cái kết cục của người bệnh COVID-19, đặc biệt những bệnh nhân bị bệnh nặng. Một số yếu tố như tăng cái hoạt hóa tiểu cầu, hệ thống bổ thể, cái tổn thương nội mạc và mất cân bằng nội mạc là các cơ chế sinh bệnh học thúc đẩy cái tình trạng tăng đông huyết khối trong cái quá trình nhiễm SARS-CoV-2. Và những công cụ dự báo đa thông số, trong đó có những cái thông số chẳng hạn như cái tỷ lệ giữa bạch cầu trong máu tính về trên cái lympho bào và cái mức độ gia tăng của những cái mạc cơ viêm chẳng hạn như CRP, ferritin cũng có thể có ích trong cái dự báo cái khả năng sống còn, cái tử vong hoặc cái bệnh nặng và tiến triển ở người bệnh COVID-19. Và cuối cùng thì cái SARS-CoV-2 ở trẻ em thì chúng ta cũng biết là phần lớn diễn biến là lành tính. Tuy vậy cũng có một tỷ lệ nhỏ trẻ em xuất hiện cái hội chứng viêm đa cơ quan có thể phản ảnh cái cơ chế bệnh sinh học đặc thù so với người lớn. Chính vì trong cái cơ chế bệnh sinh của cái người nhiễm virus và bệnh nhân COVID-19 nó có liên quan nhiều những cái rối loạn đáp ứng miễn dịch. Vì vậy mà trong cái việc phát đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 thì bên cạnh những cái vấn đề điều trị triệu chứng, điều trị hô hấp và gọi là hỗ trợ hô hấp, những cái liệu pháp như kháng sinh, kháng đông, kháng nấm vân vân và những phương pháp điều trị hỗ trợ khác, cũng như là bên cạnh những liệu pháp kháng virus đã được sử dụng và thử nghiệm thì những cái liệu pháp ức chế và điều hòa miễn dịch cũng đã đang được sử dụng và một số được chấp thuận trong phác đồ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trong đó có những cái kháng thể đơn dòng kháng lại cái virus SARS-CoV-2. Và cũng có những cái quốc gia đã cho phép sử dụng cái huyết tương từ bệnh nhân đã khỏi bệnh để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID nặng. Và cái việc sử dụng glucocorticoid thì ngày càng được khuyến cáo rộng rãi hơn, đặc biệt là những bệnh nhân mà có cái tổn thương nặng, nguy kịch ở đường hô hấp. Và cũng rất nhiều những cái thuốc mà chúng ta gọi là DMARD, tức là những thuốc chống thấp làm thay đổi bệnh và điều hòa miễn dịch cũng đã đang được thử nghiệm cũng như là một số thuốc được chấp thuận trong cái điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có thuốc ức chế interleukin 6
thuốc ức chế cái truyền tín hiệu nội vào JAK inhibitor và một số thuốc khác. Và thực sự thì cả những cái thuốc ức chế TNF alpha và một số thuốc khác cũng đã đang được cái Tổ chức Y tế Thế giới thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Phần tiếp theo thì xin trình bày một cách tổng quan về các bệnh lý cơ xương khớp để các anh em đồng nghiệp trong cái chuyên ngành nội khoa nói chung hình dung được cái phổ bệnh trong cái chuyên khoa. Chúng ta đều biết theo cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới, thực ra thì cái số lượng gọi là bệnh lý cơ xương khớp và tự miễn có tới trên 100-150 những bệnh lý và tình trạng khác nhau. Trong đó chúng ta có thể thấy là những cái vấn đề và thường gặp nhất liên quan đến cơ xương khớp và tự miễn bao gồm có thoái hóa khớp và cột sống, loãng xương cũng như những bệnh lý xương khác, bệnh gút, bệnh gút và giả gút, và một nhóm bệnh là gọi là viêm khớp tự miễn, trong đó có viêm khớp dạng thấp, những bệnh lý viêm khớp cột sống và các bệnh lý mô liên kết như lupus ban đầu, viêm cơ tự miễn, xơ cứng bì, các bệnh lý viêm mạch hệ thống và các chứng đau cơ xương khớp là đau lưng, đau vai gáy, đau thần kinh tọa, vân vân. Đó là những cái vấn đề rất thường gặp. Và những cái bệnh lý thấp mô mềm như viêm gân, viêm điểm bám gân, viêm chu vai, vân vân. Và một nhóm bệnh lý khác đó là nhiễm khuẩn là hệ cơ xương khớp. Thì trong chẩn đoán các bệnh cơ xương khớp thì đầu tiên cũng như nhiều cái chuyên khoa khác, đó là cái vấn đề lâm sàng. Và cái vấn đề lâm sàng thực sự là càng được nhấn mạnh hơn ở trong cái chuyên khoa cơ xương khớp. Một số cái bệnh lý khớp, một số cái bệnh lý cột sống thực sự là chúng ta có thể chẩn đoán dựa hoàn toàn trên lâm sàng mà chưa cần phải có những cái thăm dò xét nghiệm cận lâm sàng nào. Tuy nhiên thực ra thì trong chuyên khoa để chẩn đoán nhiều cái bệnh lý cơ xương khớp và cái bệnh lý tự miễn thì bên cạnh lâm sàng chúng ta cũng sử dụng rất nhiều những cái công cụ cận lâm sàng khác, trong đó có những xét nghiệm tổng quát về sinh hóa huyết học, các mạc cơ viêm, những cái xét nghiệm về tự kháng thể, kháng nguyên HLA-B7 vân vân, trong cái chẩn đoán các nhóm bệnh khác nhau. Rồi chọc xét nghiệm dịch khớp và các bệnh lý xương thì cái đo mật độ xương bên cạnh những cái công cụ chẩn đoán hình ảnh khác. Và cái chẩn đoán hình ảnh cũng là một cái công cụ mà được sử dụng rất phổ biến từ cái quang thường quy, và siêu âm cơ xương khớp và mô mềm thì là một cái công cụ chẩn đoán hình ảnh ngày càng được sử dụng phổ biến cho cái bệnh nhân cơ xương khớp, bên cạnh những cái công cụ mà chẩn đoán hình ảnh khác như cộng hưởng từ, CT scan vân vân, và nhiều những cái một số cái thăm dò đặc hiệu tùy một số cái tình trạng bệnh lý khác. Và trong quản lý điều trị bệnh lý cơ xương khớp và tự miễn cũng có rất nhiều nhóm thuốc được sử dụng, trong đó có những cái thuốc để kiểm soát triệu chứng và có những thuốc coi là điều trị đặc hiệu vào cái cơ chế nguyên nhân của bệnh, hay còn gọi là điều trị cơ bản. Thì ở đây những nhóm thuốc chính mà chúng tôi trong chuyên khoa thường sử dụng đó là những cái thuốc giảm đau thông thường, có thể là paracetamol đơn thuần hoặc là kết hợp với những cái opioid nhẹ như tramadol, codeine, và đặc biệt có một cái nhóm giảm đau gọi là giảm đau thần kinh trong những đau mãn tính, đau cái yếu tố thần kinh như gabapentin, pregabalin và một số cái thuốc chống trầm cảm. Cái nhóm thứ hai là các thuốc glucocorticoid, đây có thể nói là một cái liệu pháp mà không thể thiếu cho những bệnh lý tự miễn, trong đó như viêm khớp dạng thấp và đặc biệt là những cái bệnh lý tự miễn như là các bệnh mô liên kết, lupus ban đầu, viêm cơ tự miễn và các bệnh lý viêm mạch hệ thống. Cái nhóm thuốc thứ ba là nhóm thuốc kháng viêm không steroid hay viết tắt là NSAID. Thì nhóm thuốc này cũng có rất nhiều thuốc, từ những thuốc cổ điển hay là không chọn lọc cho đến những cái thuốc ức chế xu hướng chọn lọc cái COX-2 như meloxicam, hay là chọn lọc COX-2 hay là nhóm COX-ID như celecoxib, ethoricoxib. Và đây là một cái nhóm thuốc mà chỉ định rất rộng rãi trong chuyên khoa cơ xương khớp cũng như để giảm đau, giảm viêm trong nhiều chuyên khoa khác. Trong những cái bệnh lý cơ xương khớp có đau, có viêm, từ những cái bệnh lý viêm khớp cho đến những bệnh lý như thoái hóa khớp, những chứng đau cấp và mãn tính thì hầu hết là được chỉ định cái nhóm thuốc này. Cái nhóm thuốc tiếp theo đó là các thuốc chống thấp làm thay đổi bệnh hay còn gọi là DMARD, trong đó có methotrexate, sulfasalazine, nhóm kháng stress tổng hợp, và những cái thuốc này thì được chỉ định khá thường quy trong những cái bệnh lý
viêm khớp tự miễn, viêm khớp cuộc sống, như viêm khớp dạng thấp hay là viêm cuộc sống dính khớp, vùng khớp phải nén. Một trong những tiến bộ trong cái chuyên khoa cơ xương khớp đó là những cái thuốc sinh học tác động, gọi là những phương pháp điều trị nhắm đích tác động vào cái cơ chế bệnh sinh, đặc biệt là trong những bệnh lý viêm khớp tự miễn như là viêm khớp dạng thấp, viêm cuộc sống dính khớp và viêm khớp phải nén. Thì trong đó có những thuốc ức chế TNF alpha, ức chế interleukin 6, interleukin 17, 23, và một số trong những thuốc này đã đang được thử nghiệm để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Trong đó cái toxizumab là một cái thuốc mà đã được chấp thuận trong cái phác đồ điều trị cho những bệnh nhân mà COVID nặng. Rồi nhóm thuốc ức chế miễn dịch cũng là một trong những nhóm thuốc được sử dụng phổ biến cho những bệnh nhân có cái bệnh lý tự miễn, và các thuốc chuyên biệt khác tùy theo cái bệnh lý, chẳng hạn như những thuốc điều trị loãng xương, điều trị gút, những thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, vân vân. Có thể nói là trong cái chuyên khoa rất nhiều nhóm thuốc được sử dụng. Và xin nhấn mạnh lại là những cái thuốc mà vừa là kiểm soát triệu chứng mà vừa có thể kháng viêm, ức chế miễn dịch ở đây thì được sử dụng khá là thông thường trong nhiều cái bệnh lý khác nhau, đó là nhóm các thuốc kháng viêm không steroid và glucocorticoid. Và đây cũng là những cái thuốc mà trong cái chuyên đề báo cáo trình bày ngày hôm nay thì các báo cáo viên cũng sẽ nhấn mạnh hơn. Phần tiếp theo thì xin trình bày những cái ảnh hưởng của cái việc cái thời kỳ dịch bệnh COVID-19 đến các bệnh nhân bị các bệnh lý cơ xương khớp và tự miễn. Thì những cái câu hỏi mà đặt ra cho bản thân người bệnh cũng như cho các thầy thuốc chuyên khoa hay là đa khoa nói chung, thì cái ảnh hưởng của dịch bệnh đến các bệnh lý này như thế nào? Rồi bệnh nhân khớp và tự miễn có tăng cái nguy cơ mắc COVID-19 so với dân số chung mà không bị những bệnh lý này hay không? Rồi khi mắc COVID-19 thì liệu tin lượng của người bệnh có xấu hơn không? Việc quản lý điều trị những bệnh lý này như thế nào? Việc sử dụng ảnh hưởng của cái thuốc khớp lên cái nguy cơ nhiễm và mức độ nặng, và việc sử dụng, tiếp tục sử dụng những cái thuốc này như thế nào? Và trong cái giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh hiện nay thì như tôi có nói ban đầu, nó là những cái khó khăn, thách thức rất nhiều cho chính người bệnh và bản thân, cho cả những cái thầy thuốc chăm sóc điều trị cho những bệnh lý cơ xương khớp tự miễn này. Do cái giãn cách cho nên việc mà đi lại hạn chế và không thể, và cũng như là không được phép, cũng như là do những cái e ngại nguy cơ nhiễm bệnh, vì vậy mà người bệnh thường sẽ bỏ lỡ và không thể tái khám định kỳ, đặc biệt với những cái bệnh lý khớp mãn tính. Những cái bệnh mới thì khó được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc tiếp cận cung ứng một số thuốc có thể cũng hạn chế, kể cả những cái thuốc thường quy phổ biến cũng như cho những cái thuốc điều trị chuyên biệt, và thậm chí một số thuốc thì đã chuyển hướng sử dụng cho bệnh nhân COVID-19, gây tình trạng cũng khan hiếm cho chính bệnh nhân cơ xương khớp. Và e ngại của chính thầy thuốc và một số bệnh nhân và của người bệnh về cái tác động của các thuốc khớp, trong đó những thuốc sinh học lên nguy cơ mắc bệnh, vì vậy mà nhiều bệnh nhân tự ý ngừng các thuốc điều trị hay là có cái sự khuyến cáo mà cũng chưa hoàn toàn hợp lý từ thầy thuốc về việc ngừng một số cái liệu pháp điều trị, và chính điều này nó làm ảnh hưởng đến cái triệu chứng bệnh, tăng nguy cơ làm bệnh bùng phát trở lại, và cái sự bùng phát của bệnh thậm chí cuối cùng lại có thể làm tăng nguy cơ bị COVID-19 nặng nếu như chẳng may nhiễm virus. Thực ra trên thế giới cũng có rất nhiều cái báo cáo về cái ảnh hưởng của dịch bệnh lên người bệnh bị cơ xương khớp. Mà trong cái báo cáo này, người ta thấy là tỷ lệ cao những bệnh nhân ở tất cả những cái bệnh lý, chẳng hạn như bệnh lý viêm khớp cuộc sống, vẩy nến, viêm khớp dạng thấp, các bệnh lý tự miễn, thoái hóa khớp và loãng xương, cái chứng đau cơ sợi và những bệnh lý cơ xương khớp khác, người bệnh gia tăng, có hầu hết đa số bệnh nhân có cái tình trạng là tình trạng đau gia tăng, tình trạng cứng khớp xấu đi, tình trạng mệt mỏi gia tăng, mà đặc biệt là những thay đổi về tâm sinh lý là rất phổ biến ở những bệnh lý cơ xương khớp mãn tính này. Và cũng có nhiều cái báo cáo ở các quốc gia, trong đó có như châu Âu là cái khu vực mà cũng bị ảnh hưởng rất nặng của cái dịch COVID-19, đặc biệt trong cái thời điểm năm ngoái. Thì bản thân cái dịch bệnh nó và cái phong tỏa giãn cách nó làm cho hầu hết bệnh nhân những cái gọi là thăm khám định kỳ bị hủy hoãn,
Và cái thời gian mà từ khi mà người bệnh xuất hiện những triệu chứng cho đến khi được can thiệp, được chẩn đoán can thiệp thì kéo dài ra. Và những liệu pháp điều trị, ngay cả những điều trị đặc hiệu thì cũng đã bị xem xét là phải ngưng hoặc trì hoãn, kể cả một số cái thuốc mà chống thấp khớp tác dụng chậm, những cái thuốc làm thay đổi bệnh cũng như những thuốc sinh học. Và bản thân một số ở những cái quốc gia, ngay ở quốc gia châu Âu này, khi mà dịch bệnh bùng phát, số lượng COVID, bệnh nhân COVID-19 gia tăng, thì cái việc mà sử dụng một số thuốc thường quy và chuyên biệt trong cơ xương khớp cho bệnh nhân cơ xương khớp như là cái HCQ và cái thuốc ức chế interleukin 6 trở nên là khan hiếm và thiếu thuốc cho những bệnh nhân cơ xương khớp và tự miễn. Cái bệnh nhân cơ xương khớp và những bệnh lý tự miễn này và việc sử dụng những cái thuốc điều trị bệnh khớp này có làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 và nguy cơ bị bệnh hay không? Thì theo một cái lẽ thông thường, chúng ta suy nghĩ là khi bệnh nhân sử dụng những thuốc mà liên quan đến điều hòa ức chế miễn dịch thì làm suy giảm miễn dịch và nguy cơ bị nhiễm virus và bị nhiễm virus nặng để gia tăng. Tuy nhiên thực tế thì cũng không hoàn toàn như vậy với cái trường hợp của cái virus SARS-CoV-2 và bệnh COVID-19. Thực ra thì từ khi dịch bệnh bùng phát thì một cái liên minh về thấp khớp học toàn cầu đã đưa ra cái đã tập hợp những cái nghiên cứu gọi là registry những cái bệnh nhân mà cơ xương khớp bị bệnh COVID-19, kể cả thu thập những cái thông tin như về chẩn đoán và những liệu pháp điều trị những bệnh lý nền để xem nguy cơ bệnh nhân phải nhập viện, nguy cơ nặng như thế nào. Thì về cái bệnh lý mà cơ xương khớp và mối liên quan với nguy cơ nặng, nguy cơ nhập viện vì COVID-19 thì cho thấy thì hầu hết nói chung là những người bệnh như viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, viêm mạch hệ thống hay là viêm khớp vẩy nến, viêm khớp dạng thấp thì cũng không có cái nguy tăng nguy cơ phải nhập viện so với dân số chung mà không mắc bệnh vì liên quan đến COVID-19. Tuy nhiên có bệnh lý lupus ban đỏ, bệnh nhân lupus ban đỏ có vẻ như là có cái nguy cơ cao hơn khi mà nhiễm COVID-19 so với những người không bị bệnh. Còn lại những cái bệnh lý cơ xương khớp khác nhiều chung thì cũng có cái nguy cơ như dân số chung. Và nhìn vào những cái số liệu ở đây thì những cái nguy cơ, những cái yếu tố liên quan đến cái tình trạng bệnh nặng hay là nhập viện vì COVID-19 thì lại là liên quan cũng giống như tương tự như trong dân số chung, đó là những người tuổi cao, rồi những người mà có một số bệnh lý nền như là tăng huyết áp, bệnh lý mạch vành, bệnh hô hấp, đái tháo đường, vân vân, và bệnh lý thận mạng. Mà kể cả là nhiều nghiên cứu khác đã cho thấy là tình trạng béo phì thì làm gia tăng cái nguy cơ rất là rõ ràng phải nhập viện bị COVID-19 nặng. Và liên quan những cái thuốc mà sử dụng trong điều trị những bệnh lý cơ xương khớp tự miễn thì có một cái thuốc, nhóm thuốc đó là corticosteroid với cái liều trên 10 mg một ngày thì cũng làm tăng nguy cơ khoảng gấp đôi so với những cái người mà không sử dụng corticosteroid. Những cái liệu pháp điều trị chuyên biệt khác liên quan cơ xương khớp thì không thấy có cái sự khác biệt giữa những người mà sử dụng những cái thuốc DMARD cổ điển chẳng hạn như methotrexate, sulfasalazine, HCQ và thậm chí những cái thuốc mà điều trị nhắm đích như là các DMARD sinh học, các thuốc ức chế cytokine, trong đó có thuốc ức chế TNF alpha, chúng ta có thể thấy là thậm chí nó làm giảm nguy cơ nhập viện, nguy cơ diễn biến nặng nếu như nhiễm SARS-CoV-2 và bị bệnh COVID-19. Rõ ràng là những cái dữ liệu này nó cho thấy là cái việc mà điều trị bệnh nhân bệnh lý cơ xương khớp và hầu hết những cái thuốc mà điều trị từ những cái thuốc kiểm soát triệu chứng cho đến những cái thuốc mà điều trị chuyên biệt hầu hết không làm tăng gia cơ nguy cơ mà bị COVID-19 nặng hay phải nhập viện, ngoại trừ cái việc sử dụng kéo dài và cái liều tương đối cao corticosteroid. Và một số nghiên cứu khác ở các quốc gia khác cũng cho thấy những cái vấn đề tương tự, đó là những cái yếu tố mà tiên lượng nặng khi mắc COVID-19 vẫn là những yếu tố liên quan đến tuổi, một số cái bệnh lý nền và liên quan đến bệnh lý cơ xương khớp ở đây đó là cái hoạt tính bệnh cao, tức là khi mà cái bệnh cơ xương khớp tự miễn không được quản lý, không được điều trị liên tục mà bệnh bùng phát, hoạt tính bệnh cao, bệnh đang tiến triển cũng là những người có nguy cơ mà diễn biến nặng thì bị COVID-19, cũng như là cái việc sử dụng corticoid kéo dài như tôi vừa đề cập. Do vậy
Vì vậy mà cái việc mà kiểm soát những cái bệnh lý khớp, những bệnh lý tự miễn trong cái giai đoạn dịch hiện nay là rất quan trọng trong cái việc mà làm giảm cái nguy cơ diễn biến nặng nếu như chẳng may mắc COVID-19. Đây là những cái dữ liệu nó cho thấy là những cái bệnh nhân mà điều trị sinh học hoặc nhắm đích thì cái nguy cơ bị COVID nặng, nguy cơ tử vong vì COVID-19 giảm so với người không sử dụng. Ngược lại thì những cái người mà có bệnh tiến triển, có số lượng bệnh đợt bùng phát tăng, rồi cái nồng độ CRP gia tăng, đây là một trong những cái mảng cơ viêm ở những cái bệnh viêm cơ tự miễn như viêm cơ dạng thấp hay là viêm cột sống dính khớp chẳng hạn. Thì khi mà cái bệnh tiến triển bùng phát thì cái nguy cơ mà diễn biến nặng là gia tăng nếu mắc COVID-19. Vì vậy một lần nữa cũng xin nhấn mạnh lại, trong thời kỳ đại dịch thì nếu có thể thì thay thuốc và bệnh nhân cố gắng tạo điều kiện để cho người bệnh duy trì cái việc mà điều trị bệnh lý cơ xương khớp để bệnh ổn định, mà điều này nó gián tiếp góp phần làm giảm cái nguy cơ bị mắc COVID-19 nặng, nguy cơ phải nhập viện vì COVID-19. Tiếp theo tôi xin trình bày một số những cái khuyến cáo của những hiệp hội chuyên ngành về cơ xương khớp ở trên thế giới liên quan đến quản lý điều trị bệnh nhân cơ xương khớp cái thời kỳ dịch bệnh. Thì đây là cái khuyến cáo của châu Âu đã được xuất bản năm 2020, tuy nhiên thì cũng đã được cập nhật một số cái vấn đề trong cái hội nghị cấp cao học của châu Âu ULA tháng 6 vừa rồi. Theo cái khuyến cáo này thì ULA nhấn mạnh là bệnh nhân cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan y tế địa phương và khuyến cáo bệnh nhân tiếp tục sử dụng đều và không thay đổi các liệu pháp điều trị các bệnh khớp đã đang sử dụng. Khi bệnh ổn định và không có thay đổi phác đồ điều trị thì để giảm cái nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thì chúng ta cũng có thể xem xét trì hoãn cái việc tái khám tại bệnh viện, xem xét có thể sử dụng những cái hình thức khám bệnh từ xa hay là telemedicine. Nếu bệnh cái tiến triển hoặc những bệnh nhân mới và có những thay đổi phác đồ điều trị, có cái dấu hiệu của độc tính của thuốc thì cũng phải cân nhắc giữa cái nguy cơ của việc đi khám bệnh cũng như cái việc mà khám bệnh từ xa để cân nhắc tùy trường hợp cụ thể để có cái hướng giải quyết phù hợp nhất. Còn khi mà bệnh nhân thì những bệnh cơ xương khớp mà lại bị nhiễm COVID-19 có triệu chứng thì ULA khuyến cáo là bệnh nhân vẫn cần phải tiếp tục sử dụng corticoid nếu đang sử dụng kéo dài trước đó dù là bị nhiễm COVID-19. Vì vậy đây cũng là một cái vấn đề mà các thầy thuốc cũng hết sức lưu ý. Những bệnh nhân đã sử dụng corticoid kéo dài thì dù nhiễm hay không nhiễm COVID-19 trong cái thời kỳ dịch hiện nay thì cần phải duy trì cái liệu pháp corticoid, đặc biệt khi đã sử dụng kéo dài. Tuy nhiên nếu bệnh nhân chưa có nhiễm thì cái liều corticoid thấp nhất là có thể, còn khi mà nhiễm COVID-19 thì tùy triệu chứng nặng, corticoid lúc này không chỉ cần thiết cho việc kiểm soát các bệnh lý khớp mà có thể cũng cần thiết có ích cho cái việc mà điều trị nếu bị nhiễm COVID-19 nặng. Và tùy theo cái mức độ bệnh của COVID-19 mà có thể giữ nguyên hoặc là thay đổi cái phác đồ điều trị các bệnh lý khớp. Còn khi mà đã bị COVID-19 nặng xấu đi thì đương nhiên bệnh nhân phải được điều trị theo cái phác đồ điều trị COVID-19. Và đây là cái tóm tắt cái khuyến cáo hướng dẫn của Hội Thấp học Hoa Kỳ ACA liên quan đến quản lý những cái bệnh nhân bị các bệnh lý cơ xương khớp và tự miễn. Thì cái khuyến cáo, cái hướng dẫn này đã được cập nhật nhiều lần và lần gần nhất là xuất bản tháng 2 năm 2021. Thì tóm tắt chính, những nội dung chính của cái hướng dẫn lâm sàng này bao gồm là nguy cơ kết cục xấu từ COVID-19 ở bệnh nhân khớp nhìn chung tương tự với dân số chung, chủ yếu phụ thuộc vào tuổi và một số các bệnh lý nền khác. Thứ hai là cũng nhấn mạnh cái việc là không ngưng glucocorticoid đột ngột mà cần duy trì cái liều thấp nhất có thể để kiểm soát các bệnh lý khớp. Và ở người bệnh không bị nhiễm COVID-19, nếu bệnh ổn định thì duy trì các thuốc kháng viêm không steroid, các thuốc đi mạc như methotrexate, các thuốc sinh học, các thuốc ức chế miễn dịch nếu như người bệnh vẫn có thể tiếp cận sử dụng thuốc. Với những bệnh lý nhân mới hoặc đang tiến triển thì cũng có thể xem xét chỉ định mới những cái thuốc DMARD
kể cả những thuốc sinh học nếu có thể và khi nếu cần thiết và khi bệnh nhân có thể tiếp cận những cái thuốc này. Còn với người bệnh lý cơ xương khớp mà bị nhiễm COVID-19 thì khuyến cáo là tạm ngưng các DMARD cổ điển sinh học mà không phải là ức chế interleukin 6, tạm ngưng những cái thuốc ức chế miễn dịch. Với các thuốc NSAID thì thời kỳ đầu tiên khi dịch mới bùng phát thì người ta cũng e ngại về cái ảnh hưởng xấu của cái thuốc này lên cái kết cục của bệnh nhân COVID-19. Vì vậy mà trước đây thì cũng có khuyến cáo rất thận trọng, nhưng những dữ liệu sau này cho thấy đây là một nhóm thuốc an toàn. Vì vậy mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng ở những người bị nhiễm COVID-19 trừ khi là có cái triệu chứng hô hấp nặng. Trong số những cái thuốc sinh học mà điều trị những bệnh nhân viêm khớp tự miễn thì interleukin 6 có thể vẫn tiếp tục điều trị khi mà bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, và thực sự thì đây cũng là một trong những cái thuốc mà được chấp thuận trong cái điều trị nhiễm COVID nặng dù là các bệnh nhân không có những bệnh lý về cơ xương khớp. Liên quan cái vấn đề tiêm vaccine thì cũng hiện đây tôi cũng xin được trình bày tóm tắt một chút cái khuyến cáo của cái hội thấp quốc Hoa Kỳ để quý anh chị đồng nghiệp có thể cũng có cái căn cứ để tư vấn cho người bệnh khi mà hỏi. Bởi vì thời gian qua chúng tôi cũng người bệnh cũng thường liên hệ với chúng tôi để hỏi về cái việc tiêm vaccine rồi sử dụng những cái thuốc khớp này như thế nào liên quan đến cái việc tiêm vaccine. Thì theo cái khuyến cáo của hội thấp quốc Hoa Kỳ thì bản thân những cái bệnh nhân mà cơ xương khớp tự miễn này cũng là những đối tượng cũng nên cần thiết được phải tiêm vaccine, chứ không phải là những đối tượng mà phải trì hoãn. Thế trước khi tiêm vaccine, nói chung thì chúng ta cũng không cần thiết phải ngưng những cái thuốc đang điều trị bệnh khớp bất kể cái nhóm nào. Chỉ riêng cái thuốc rituximab là một cái thuốc ức chế tế bào B mà được điều trị cho bệnh nhân u lympho non Hodgkin và một số ít bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, một số bệnh lý vi mạch tự miễn, thì có cái khuyến cáo là nên tiêm vaccine khoảng 4 tuần trước khi dự kiến dùng rituximab. Còn khi mà bệnh nhân đã được tiêm vaccine thì cũng có điều chỉnh một chút về việc sử dụng những cái thuốc mà điều trị các bệnh khớp, trong đó những thuốc DMARD cổ điển, những thuốc ức chế miễn dịch, những thuốc sinh học và kể cả những thuốc mà để kiểm soát triệu chứng. Thì nhìn chung thì nếu như bệnh tiến triển và bệnh khớp đòi hỏi về điều trị thì cũng không nhất thiết phải ngưng những thuốc này. Tuy nhiên nếu có thể thì khuyến cáo nếu mà bệnh ổn định thì khuyến cáo của ACR là sau chích vaccine thì ngưng, tạm ngưng methotrexate 1 tuần với những loại vaccine mà phải tiêm 2 liều, và ngưng methotrexate khoảng 2 tuần sau cái tiêm vaccine với cái loại vaccine 1 liều, chẳng hạn như cái vaccine của Johnson & Johnson. Với một cái thuốc ức chế miễn dịch là mycophenolate thì tạm ngưng cũng khoảng 1 tuần sau với mỗi cái mũi tiêm vaccine. Và với cái cyclophosphamide truyền tĩnh mạch thì tính cái thời điểm truyền cyclophosphamide sao cho vào khoảng 1 tuần sau mỗi cái liều vaccine nếu khả thi. Với những thuốc DMARD, thuốc sinh học khác thì vẫn sử dụng bình thường, chúng ta cũng không cần phải thay đổi cái liệu trình điều trị. Với cái paracetamol NSAID thì tạm ngưng 1 ngày sau khi tiêm nếu bệnh ổn định. Và như vậy nếu mà vẫn cần thiết phải sử dụng thì cũng không bắt buộc chúng ta phải ngưng. Và nếu có thể thì cho bệnh nhân ngưng những cái thuốc này 1 ngày sau khi tiêm vaccine. Một trong những cái bệnh lý rất thường gặp ở bệnh nhân trong cái chuyên khoa cơ xương khớp đó là thoái hóa khớp, thì phần cuối cùng tôi xin trình bày nói một chút về cái bệnh lý này cũng như những ảnh hưởng của dịch bệnh và cái quản lý điều trị cái bệnh lý này trong cái thời kỳ dịch hiện nay. Thì thoái hóa khớp là cái bệnh lý mà chúng ta đều biết là nó ngày càng phổ biến và gia tăng cái tỷ lệ bệnh ngày càng gia tăng do nhiều yếu tố, trong đó có tuổi thọ gia tăng, tình trạng thừa cân béo phì, chấn thương khớp do cái tập luyện lao động sinh hoạt vân vân, mà một số yếu tố khác. Thì đây cũng là một cái bệnh mà có cái số lượng người, số lượng bệnh nhân rất là lớn. Thì theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, trên toàn cầu có khoảng 10% nam giới, gần 20% nữ giới trên 60 tuổi có thoái hóa khớp có triệu chứng, và có trên 200 triệu người thoái hóa khớp gối, trên 60 triệu người thoái hóa khớp hông, khớp háng. Và đây cũng là một cái bệnh lý gây cái tình trạng đau cứng khớp mãn tính,
ảnh hưởng rất nhiều đến cái khả năng vận động đi lại của người bệnh và là một trong 10 bệnh lý tàn phế nhất, và tới 80% bệnh nhân ít nhiều thì hạn chế cái khả năng vận động sinh hoạt hàng ngày. Và không chỉ giảm vận động, tăng nguy cơ tàn phế, và bản thân người mắc bệnh thoái hóa khớp như thoái hóa khớp gối, khớp hông thì được chứng minh là cũng tăng nguy cơ của một số những cái mắc một số các bệnh lý khác, như là đặc biệt là các bệnh về tim mạch và rối loạn chuyển hóa, và cũng là một cái bệnh có thể là chết người, tức là làm tăng nguy cơ tử vong và cái gánh nặng kinh tế lớn. Thế đây là một cái bệnh lý mà như tôi nói ban đầu, cái việc chẩn đoán thì cái yếu tố lâm sàng là quan trọng nhất, dựa vào những cái triệu chứng, chẳng hạn cái tình trạng đau cứng khớp, đặc biệt là cái đau khớp khi vận động ở những cái giai đoạn sớm, vận động lên xuống cầu thang, rồi tình trạng cứng khớp vào buổi sáng hoặc sau cái bất động lâu, rồi những dấu hiệu lạo xạo lục cục khi cử động khớp, đặc biệt như khớp gối, rồi biến dạng lệch trục của khớp và phì đại xương, cái đầu xương cạnh khớp, vân vân. Thì đấy là những cái dấu hiệu lâm sàng mà ở cái người bệnh trung niên cao tuổi có thể giúp cho chúng ta thông qua hỏi bệnh và thăm khám, và thậm chí là có thể qua thăm khám, khám bệnh từ xa qua một số cái hình ảnh, chúng ta cũng có thể chẩn đoán sơ bộ được cái bệnh lý này. X-quang thông thường chẩn đoán hình ảnh thì X-quang là chủ yếu, và trong một số ít trường hợp mới cần đến những công cụ chẩn đoán hình ảnh khác, và cũng một số ít trường hợp thì cần một số cái thăm dò khác để chẩn đoán phân biệt với một số cái bệnh lý khác, như là khớp dạng thấp hay một số bệnh lý khớp viêm khác. Và các xét nghiệm cũng chủ yếu phục vụ với mục đích điều trị, chẳng hạn để đánh giá chức năng gan thận, vân vân. Đây cũng là cái nhóm bệnh cái việc chẩn đoán không khó, tuy nhiên trong một số cái trường hợp chúng ta cũng cần phải phân biệt với một số các bệnh lý khớp khác. Cái điều trị bệnh thì cho đến nay chưa có một cái thuốc, nhóm thuốc nào có thể là làm thay đổi bệnh hay là làm gọi là phục hồi những cái cấu trúc khớp, mà chủ yếu cái việc điều trị là nhằm kiểm soát cái triệu chứng đau cứng khớp, duy trì cái cải thiện cái khả năng vận động, giảm cái nguy cơ tàn phế, hạn chế cái tổn thương khớp tiến triển và cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Vì vậy mà cái việc điều trị thông thường đòi hỏi phải kết hợp nhiều các biện pháp, từ các biện pháp không dùng thuốc cho đến thực sử dụng thuốc tại chỗ toàn thân, và ở cái giai đoạn trễ có thể cần thiết để phẫu thuật. Thì bệnh nhân nào thì cũng cần thiết phải nhấn mạnh những cái liệu pháp mà không dùng thuốc, trong đó có cái vấn đề thay đổi lối sống, dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt, đặc biệt là giảm cân nếu có thừa cân và béo phì, cũng như một số những cái phương pháp mà điều trị không dùng thuốc như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, vân vân, có thể có ích trong cái việc mà giảm đau, cải thiện cái tình trạng cứng khớp và cải thiện cái chức năng vận động của khớp. Và trong số cái điều trị dùng thuốc thì các liệu pháp mà giảm triệu chứng, kiểm soát đau, đó là vẫn là những cái liệu pháp chủ yếu, bên cạnh một số cái liệu pháp điều trị hỗ trợ, những phương pháp điều trị tại chỗ, tìm nội khớp khác. Thì riêng cái bệnh lý thoái hóa khớp thì cũng rất nhiều những hiệp hội cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình, vân vân, cũng đưa ra rất nhiều các khuyến cáo khác nhau, mà tôi xin được cập nhật một số cái điểm chính trong cái khuyến cáo của Hội Chống độc Hoa Kỳ. Cái khuyến cáo này được cập nhật 2009 cho việc điều trị, kể cả những biện pháp không dùng thuốc cũng như cái tiếp cận dùng thuốc cho người bệnh bị thoái hóa các khớp như ở bàn tay, thoái hóa khớp gối hoặc khớp háng. Thì theo cái khuyến cáo này, cái màu xanh ở đây chúng ta có thể thấy là những cái khuyến cáo mạnh, tức là có những cái chứng cứ rõ ràng mạnh, và cái màu xanh lạt hơn đó là khuyến cáo có điều kiện. Chúng ta có thể thấy là những cái nhóm thuốc kháng viêm không steroid đường uống hoặc là tại chỗ, cũng như là tiêm steroid nội khớp trong cái thoái hóa khớp gối và khớp háng, đây là những cái biện pháp điều trị chủ yếu. Mà có thể nói là cái thuốc kháng viêm không steroid vẫn là cái chỉ định đầu tay cho mọi cái trường hợp thoái hóa khớp, mà cũng là cái chỉ định đầu tiên theo cái khuyến cáo của ACR.
Thực tế ở Việt Nam thì chúng ta cũng áp dụng cái cách tiếp cận tương tự, đó là cũng kết hợp với nhiều biện pháp để quản lý, điều trị, hạn chế, kiểm soát cái triệu chứng và cải thiện chức năng cho người bệnh, làm chậm với tiến triển, hy vọng là làm chậm cái tiến triển của bệnh. Thì cũng bao gồm trong cái thực tế điều trị ở Việt Nam thì chúng ta cũng bao gồm những cái liệu pháp không dùng thuốc, rồi cái kiểm soát triệu chứng bằng những thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid tùy theo cái mức độ đau nhẹ, vừa hay nặng của người bệnh. Chúng ta cũng sử dụng những cái liệu pháp điều trị hỗ trợ khác như là các tiêm nội khớp với steroid mới hyaluronic acid và những cái thuốc được gọi là Sisadoa, làm gọi là thuốc làm giảm triệu chứng thoái hóa khớp tác dụng chậm như glucosamine sulfate, diacerin, fiacleridine. Và khi mà ở những cái giai đoạn trễ, những cái phương pháp điều trị nội khoa ít hiệu quả thì ngoại khoa là một trong những lựa chọn cuối cùng. Thì bệnh nhân cơ xương khớp, trong đó có thoái hóa khớp như tôi vừa trình bày ở phần đầu, thì do ảnh hưởng của dịch bệnh nó cũng làm thay đổi rất nhiều vấn đề với tác động lên người bệnh. Mà thông thường chúng ta dễ nhận biết nhất đó là hầu hết người bệnh, đặc biệt những bệnh nhân thoái hóa khớp thì sẽ giảm vận động, giảm tập luyện vì cũng quanh quẩn ở trong nhà là chính, không có điều kiện để ra ngoài tập luyện. Và chính cái việc giảm vận động này thì góp phần gián tiếp vào cái việc làm gia tăng cái cân nặng, và bản thân cái cân nặng gia tăng thì nó lại là một cái yếu tố nguy cơ làm tăng cái tiến triển của thoái hóa khớp. Rồi giảm hoặc không có đi khám bệnh được trong cái khi mà mặc dù là có cái bệnh tiến triển bùng phát đau cứng khớp nhiều, thậm chí có phản ứng viêm tràn dịch khớp như ở khớp gối, và chúng ta cũng có thể không có điều kiện để áp dụng một số cái thủ thuật tiêm nội khớp do cái vấn đề giãn cách hoặc là người bệnh không thể khám trực tiếp. Và cái việc sử dụng những thuốc giảm đau có thể cũng có hạn chế, một phần do người bệnh ngại ra ngoài mua thuốc hay là do những e ngại tác dụng của thuốc. Và chính dịch bệnh đã làm cho người dân nói chung và cái người bệnh trở nên đôi, một số người có thể bị cảm thấy cô lập và trầm cảm. Đó là những cái ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh lên cái người bệnh thoái hóa khớp. Thì trong cái điều kiện dịch bệnh mà có thể không khám trực tiếp thì chúng ta cũng có thể hỗ trợ người bệnh từ xa, hoặc là cái khoảng cách mà tái khám kéo dài hơn. Thì với cái bệnh thoái hóa khớp thì như tôi nói lúc trước là việc chẩn đoán có thể dựa qua cái việc hỏi bệnh, qua một số cái hình ảnh người bệnh chụp chiếu cái khớp vân vân, và cái mô tả cái bệnh lý, tức là cái vấn đề lâm sàng, thì chúng ta cũng có thể sơ bộ chẩn đoán được mà cũng chưa nhất thiết phải là chụp X quang. Và chúng ta cũng cần thiết phải tư vấn cho người bệnh về việc duy trì những cái biện pháp tập luyện điều trị không dùng thuốc tại nhà, cũng như sử dụng những cái liệu pháp dùng thuốc có thể, làm sao đảm bảo cái an toàn, hạn chế tối đa những nguy cơ tác dụng của thuốc khi người bệnh không thể tái khám, không thể đi khám bệnh viện. Và khi người bệnh nhiễm COVID-19 mà có thoái hóa khớp mà có triệu chứng thì có thể một số những cái thuốc điều trị vẫn có thể tiếp tục một cách tương đối an toàn, trừ khi bệnh nhân có những cái tổn thương, có những bệnh lý COVID nặng. Việc sử dụng những cái thuốc để điều trị thoái hóa khớp, trong đó có nhóm thuốc kháng viêm không steroid, thực sự thì nó đem lại cái đã có nhiều cái dữ liệu chứng minh cái hiệu quả trong kiểm soát triệu chứng, trong đó có nhóm kháng viêm không steroid. Tuy nhiên thì bản thân những cái nhóm thuốc này cũng là những cái thuốc mà có cái nguy cơ tác dụng phụ cao, đặc biệt trên đường tiêu hóa, trên tim mạch, trên thận. Vì vậy cái lựa chọn cần phải đánh giá cái yếu tố nguy cơ trên người bệnh, làm sao đảm bảo cân bằng giữa cái hiệu quả và cái nguy cơ tác dụng phụ. Thì cái phần mà sử dụng với lựa chọn cái thuốc kháng viêm giảm đau, lát nữa bác sĩ Phạm Văn Tú sẽ trình bày về những cái thuốc mà sử dụng trong điều trị thoái hóa khớp mà liên quan đến cái việc mà nhiễm COVID-19, thì nó cũng tùy theo cái giai đoạn, mức độ, cái triệu chứng của COVID-19. Với trường hợp không triệu chứng và nhiễm COVID-19 nhẹ thì gần như chúng ta cũng không cần phải thay đổi những cái thuốc mà điều trị bệnh khớp. Tuy nhiên khi mà tình trạng mà bệnh COVID-19 nặng lên, tổn thương phổi nặng, thì một số thuốc phải thay đổi.
chẳng hạn như các thuốc kháng viêm không steroid ở những giai đoạn sớm chúng ta có thể sử dụng bình thường, nhưng mà khi cần phải ngưng khi mà bệnh nhân có tổn thương phổi nặng, có tình trạng tăng viêm, paracetamol chúng ta có thể sử dụng trong tất cả mọi cái giai đoạn của bệnh COVID-19. Corticosteroid là những cái thuốc mà nhóm thuốc thì thực ra thì đường toàn thân chúng ta không có chỉ định sử dụng cho bệnh nhân bị bệnh thoái hóa khớp. Một số bệnh nhân có thể được tiêm corticosteroid nội khớp, nhưng mà thuốc nhóm thuốc này thì cái sử dụng ở bệnh nhân COVID-19 thì hiện tại thì cũng đã được xem xét, nhưng tùy theo cái mức độ bệnh, nhìn cái hiệu quả mà cái chứng cứ thì nó còn chưa rõ ràng, cần cân nhắc giữa cái lợi ích và cái nguy cơ. Và với những cái nhóm thuốc như dẫn chất, thuốc huyện thì là những cái thuốc mà cũng có cái bằng chứng, có thể nó cũng chưa rõ ràng, có thể cũng có thể sử dụng nhưng mà cũng chưa rõ ràng trong cái người bệnh, cho người bệnh thoái hóa khớp mà bị COVID-19. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý là một số bệnh nhân khi e ngại sử dụng các thuốc NSAID thì xu hướng là quay sang những cái thuốc như paracetamol mà kết hợp với tramadol codeine. Thì những cái dữ liệu của thế giới gần đây cho thấy là cái việc mà sử dụng cái nhóm thuốc mà chứa các chế phẩm thuốc huyện, dù là những cái opioid yếu, cũng làm gia tăng cái nguy cơ tử vong ở những người cao tuổi, có thể liên quan đến té ngã và một số vấn đề khác. Liên quan đến thuốc kháng viêm không steroid thì tôi cũng xin được sơ lược một chút xíu thôi, lát nữa bác sĩ Tú sẽ trình bày chi tiết hơn. Thì đây là một cái nhóm thuốc mà cái thời kỳ đầu của cái dịch COVID-19 thì việc sử dụng những cái thuốc kháng viêm để hạ sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 hoặc là điều trị những bệnh lý khác thì người ta e ngại là có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng COVID-19. Tuy nhiên những dữ liệu sau này, kể cả cái khuyến cáo cũng như là dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy là không có bằng chứng về tác dụng phụ nghiêm trọng. Và cái việc sử dụng này nó không ảnh hưởng đến cái khả năng sống sót và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân COVID-19. Mà thậm chí một số chuyên gia đề xuất là các thuốc NSAID, thậm chí đặc biệt là những cái thuốc ức chế chọn lập COX-2 như celecoxib có thể là có ích trong cái kiểm soát tình trạng viêm ở những bệnh nhân có hội chứng tăng viêm ở bệnh nhân COVID-19. Và đây là những cái kết quả của phân tích gộp từ nhiều cái nghiên cứu đánh giá về cái ảnh hưởng của cái thuốc kháng viêm không steroid và cái kết cục liên quan đến COVID-19. Thì cái kết luận là không có bằng chứng về tác dụng có hại của việc kê toa thường quy các thuốc NSAID lên nguy cơ tử vong do COVID-19. Và đây là một cái báo cáo khác là cái bệnh nhân mà bị thoái hóa khớp mà sử dụng các thuốc kháng viêm không steroid thì cái báo cáo cái kết luận từ cái nghiên cứu này cho thấy là không có tăng nguy cơ nhiễm và nguy cơ tử vong do COVID-19 ở bệnh nhân thoái hóa khớp sử dụng các thuốc kháng viêm không steroid. Do vậy, bệnh nhân thoái hóa khớp có thể tiếp tục sử dụng cái thuốc này trong cái thời kỳ đại dịch, trừ khi mà đang có cái mắc cái bệnh lý cấp tính như là cái tổn thương hô hấp nặng. Cuối cùng thì xin có một số cái kết luận. Thứ nhất là cái đáp ứng miễn dịch và cái hội chứng tăng viêm và cái bão cytokine do cái SARS-CoV-2 có liên quan đến cái mức độ nặng ở bệnh nhân COVID-19. Và cái dịch bệnh COVID-19 và cái vấn đề giãn cách xã hội có thể đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh cơ xương khớp, làm tăng triệu chứng, làm chậm trễ gián đoạn trong cái chẩn đoán điều trị và các biện pháp thích hợp để người bệnh. Vì vậy mà cần thiết phải có những cái hình thức, những cái biện pháp thích hợp để người bệnh được tư vấn, đánh giá và tiếp tục điều trị và kiểm soát cái bệnh lý khớp. Và các dữ liệu cho thấy là hầu hết các liệu pháp điều trị cơ xương khớp không làm gia tăng cái nguy cơ mắc và nguy cơ bệnh nặng vì COVID-19. Vì vậy mà người bệnh được khuyến cáo là nên duy trì liên tục việc điều trị này. Các thuốc kháng viêm không steroid, đây là một cái liệu pháp điều trị mà phổ biến trong bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là cái bệnh lý thoái hóa khớp thì cũng không gây ảnh hưởng đến kết cục xấu vì COVID-19. Tuy nhiên, việc lựa chọn sử dụng. Được chưa, mọi người đã nhìn hết chưa? Dạ, nhìn rồi thầy ạ. Thấy rồi ạ. Không thấy các dạ, slide, em chỉ thấy một vâng. Bạn hình duy nhất thôi đúng không ạ? Dạ, vâng ạ, đã thấy rồi ạ. Dạ vâng, em mời thầy ạ.
Vâng, trước hết thì xin cảm ơn ban tổ chức Hội Nội khoa Việt Nam, mà chúng tôi cũng là một trong các thành viên đã tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay, và cũng mời chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội để có mặt cùng với các đồng nghiệp để chia sẻ các cái hiểu biết của chúng tôi về các cái chủ đề mà có trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn các công ty dược phẩm đã đồng hành với Hội Nội khoa Việt Nam và đồng hành với các đồng nghiệp của chúng tôi trong các cái hoạt động khoa học và đào tạo như thế này. Vừa rồi thì chúng ta cũng vừa nghe một cái bài trình bày có thể nói là rất là hay, rất đầy đủ và chi tiết của thầy Khoa. Giáo sư Nguyễn Đình Khoa thì đã chia sẻ với quý vị một cái chủ đề có thể nói rất là nóng hổi thời sự và thời điểm hiện tại, và thầy cũng đã cung cấp những cái chi tiết tôi cho là khá đầy đủ và phù hợp và rất là thực tế trong điều kiện hiện nay trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp trong điều kiện COVID. Đặc biệt là trong bài của thầy thì cũng nói hết tất cả các góc độ, cả về các chủ đề mà tôi và anh Tú sắp trình bày sau đây. Thì cái đó là một cái mà giúp các bài trình bày của chúng tôi dễ dàng hơn và cũng đơn giản hơn rất nhiều. Rất là cảm ơn thầy Khoa về vấn đề đó. Nhưng bài của thầy cũng quá hay, quá đầy đủ. Chúng tôi chỉ là những diễn viên phụ thêm vào cho thầy, cho nên là cũng có các cái áp lực. Tôi hy vọng là những áp lực như thế này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái phần trình bày của tôi với thầy Tú tiếp theo. Tôi chắc thầy Tú cũng có cùng suy nghĩ giống như tôi. Vâng, để không có mất thời gian và thêm của quý vị đồng nghiệp thì tôi xin bắt đầu vào cái bài nói trong chương trình hôm nay, đó là liệu pháp glucocorticoid trong quản lý viêm khớp dạng thấp, một cái phần rất nhỏ trong cái điều trị viêm khớp dạng thấp và cũng là trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Vâng, đây là một vài thông tin liên quan đến cá nhân và bài nói của tôi. Vâng, kính thưa các quý thầy cô, các quý vị đồng nghiệp, viêm khớp dạng thấp là một cái bệnh có thể nói là phổ biến nhất trong các nhóm bệnh lý khớp viêm trong chuyên ngành cơ xương khớp của chúng tôi cũng như là trong chuyên ngành nội khoa, các bác sĩ gia đình và các bác sĩ tuyến cơ sở. Đó là một trong những cái bệnh lý viêm khớp mãn tính mà được đặc trưng bởi tình trạng tổn thương của rất nhiều các khớp và các cái cơ quan và dẫn đến cái tình trạng tàn phế, tăng tỷ lệ tử vong cũng như tăng gánh nặng chi phí cho người bệnh, cho gia đình, cho xã hội. Để nói đến viêm khớp dạng thấp, hiểu về bệnh cũng như để chẩn đoán và điều trị tốt, tôi chắc chúng ta cần phải điểm qua một chút về cơ chế bệnh sinh của bệnh. Và cái cơ chế bệnh sinh tôi muốn chia sẻ với các đồng nghiệp hôm nay liên quan đến góc độ của bác sĩ lâm sàng và điều trị. Cho nên có thể nó khác với một số cái cơ chế bệnh sinh mà tôi đã trình bày trước đây cũng như là một số đồng nghiệp đã trình bày. Tuy nhiên là về mặt cơ bản, về mặt cơ sở khoa học thì nó vẫn là tương tự như vậy, nhưng ở cái góc nhìn nó khác hơn một chút. Về góc độ lâm sàng thì viêm khớp dạng thấp được xem là một cái bệnh lý khớp viêm mà khởi động bởi các rối loạn miễn dịch bắt nguồn từ các cái yếu tố từ bên ngoài và bên trong, trong đó có các yếu tố về cơ địa như là các cái cấu trúc về di truyền, rồi các cái quá trình phiên mã, rồi hoạt động các hoạt động sinh học trong cơ thể, cũng như là các thay đổi về cấu trúc di truyền do quá trình đột biến hoặc do di truyền từ các thế hệ trước sang trên người bệnh làm cho hình thành nên các cơ địa khác nhau trên cơ thể người bệnh. Cũng như vậy thì các cái yếu tố khác từ bên ngoài cũng như là nội tại trong cơ thể như là các bệnh lý ruột, rồi bệnh lý răng miệng, các cái nhiễm trùng, bệnh lý của đường hô hấp và các bệnh lý ngoài da như bệnh lý khác. Trên cơ sở các cái yếu tố về cơ địa như thế này, có thể là các yếu tố kích thích hoạt hóa nên các cái quá trình viêm mà bắt đầu từ việc tác động của các tế bào miễn dịch thông qua các peptide như là peptidin, arginine, deminase tác động vào các cái tế bào miễn dịch, và các tế bào miễn dịch này lần lượt sẽ hoạt hóa và tác động qua lại với nhau tạo nên các cái protein mà bình thường trong cơ thể chúng ta không có, và chính các protein này sẽ là các cái tác nhân, các cái yếu tố kích thích, là các kháng nguyên mà kích thích lên các tế bào miễn dịch và hoạt hóa các tế bào này, biến chúng thành các cái nhà máy và các cái chất trung gian, các cái tế bào trung gian để hoạt hóa quá trình miễn dịch, sinh ra các cái tự kháng thể như RF, anti-CP như chúng ta thấy. Và hậu quả của cái quá trình rối loạn từ khi khởi động cái quá trình viêm cho đến khi các
tế bào và hệ thống miễn dịch được hoạt hóa đầy đủ sẽ dẫn đến các cái đau miễn dịch quá mức và dẫn đến các cái rối loạn về viêm, về miễn dịch và các tổn thương trên cơ quan dẫn đến các biểu hiện lâm sàng. Đó là các biểu hiện từ giai đoạn bắt đầu cho đến giai đoạn bệnh lý biểu hiện đầy đủ với sự tham gia của các tế bào khác nhau, từ tế bào tổ chức cho đến các tế bào miễn dịch như là tế bào nội mạc, tế bào trình diện kháng nguyên, các cái bạch cầu, rồi các tế bào màng hoạt dịch. Các tế bào này sau khi được hoạt hóa, kích thích sẽ sản xuất ra một loạt các cái yếu tố như là yếu tố tăng sinh mạch, các cái cytokine, các cái hóa hướng động, các chất hóa hướng động tế bào bạch cầu và các cái men phân hủy tổ chức như các yếu tố liên quan đến quá trình tăng trưởng tế bào và viêm. Và các tế bào này, các cái chất trung gian này sẽ tác động lên các tế bào viêm hoặc các tế bào liên kề và tế bào trong hệ thống miễn dịch, sản xuất ra một loạt các cái cytokine và các cái kháng thể như là quý vị có thể đã nắm được như là RF, anti-CP, rồi các cái cytokine và đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình viêm như là interleukin 6, interleukin 23, rồi TNF alpha vân vân. Chính cái sự hình thành của các cytokine này và hoạt hóa của các tế bào này dẫn đến các tổn thương của màng hoạt dịch và tổn thương của sụn khớp của xương là cái tổn thương đặc trưng trong bệnh viêm khớp dạng thấp. Và bên cạnh đó thì cái tế bào hệ thống xương như là quỷ cốt bào, tạo cốt bào cũng thay đổi cái chiều hướng xấu đi, tức là tính năng có thể giảm đi hoặc tăng lên và dẫn đến các cái hiện tượng hủy phá hoại của xương và tổ chức. Và tất cả các cái cơ chế bệnh sinh như thế này nó giải thích tại sao các triệu chứng lâm sàng trên người bệnh và các tổn thương lại nặng nề và di chứng lại phong phú đến như vậy. Và điều hiểu biết cái cơ chế bệnh sinh này cũng chính là chúng ta hiểu biết được kích thích và những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh và cái việc điều trị, chúng ta cũng nhắm vào việc kiểm soát các yếu tố mà liên quan đến cơ chế bệnh sinh của bệnh viêm khớp dạng thấp. Về mặt triệu chứng lâm sàng thì chúng ta đã được học từ những năm còn ở dưới mái trường Đại học Y, tôi chắc quý vị còn rất nhớ. Tuy nhiên tôi xin nhắc lại một vài điểm. Viêm khớp dạng thấp là một cái bệnh mãn tính mà tiến triển kéo dài và có những giai đoạn thầm lặng và khởi phát bắt đầu thường là không rầm rộ, cho nên thường là người bệnh và thầy thuốc bỏ qua. Với giai đoạn đầu hầu như chúng ta không thấy có tổn thương biểu hiện gì ở khớp, cũng không có di chứng gì nhiều. Tuy nhiên nếu để đến giai đoạn muộn thì chúng ta sẽ thấy các biến dạng của khớp, của các phần mềm quanh khớp và của các cái chi nặng nề như là quý vị có thể nhìn thấy, và kèm theo đó là các tổn thương về cấu trúc như tổn thương nhìn x-quang của các cái khớp, và đặc biệt là các tổn thương nghiêm trọng, ví dụ như tổn thương của sống cổ, có thể là các cái yếu tố gây ra nguy cơ cao cho vấn đề tử vong, rồi các cái rối loạn về thần kinh mà nếu chúng ta không nắm được và không hiểu và không điều trị, không có biện pháp đề phòng kịp thời. Và kèm theo đây là các dấu hiệu triệu chứng ngoài khớp rồi các biểu hiện toàn thể khác mà nếu để người bệnh ở giai đoạn cuối thì chúng ta sẽ phải đối mặt và sẽ phải xử trí. Và mục tiêu của chúng ta là làm sao phát hiện và điều trị ở bệnh nhân ở giai đoạn sớm, khi mà chưa có các rối loạn miễn dịch, khi chưa có các biểu hiện lâm sàng và chưa có cái tổn thương cũng như di chứng nặng. Đó là cái mục tiêu cao nhất trong vấn đề chẩn đoán điều trị viêm khớp dạng thấp của chúng ta. Về mặt tiến triển của viêm khớp dạng thấp thì cũng có nhiều giả thuyết và nhiều lý thuyết đưa ra. Tuy nhiên về cơ bản thì cũng giống như khi sơ đồ cơ chế bệnh sinh tôi đã trình bày phía trước, viêm khớp dạng thấp tiến triển qua các giai đoạn ban đầu là các rối loạn miễn dịch tiềm tàng, sau đó là giai đoạn khởi phát các đáp ứng miễn dịch và viêm, rồi đến quá trình viêm được khuếch đại và kéo dài và dẫn đến các cái giai đoạn toàn thể với các biểu hiện tổn thương tại khớp và di chứng, trong đó có đóng góp của các vai trò của các đóng góp các yếu tố có vai trò như là cái yếu tố nguy cơ về cơ địa cũng như yếu tố môi trường ngoài, sau đó là các rối loạn về miễn dịch do mỗi người bệnh và mỗi cơ địa khác nhau, cùng với đó là việc hình thành các cái phức hợp kháng nguyên kháng thể lắng đọng ở tổ chức và kích hoạt quá trình viêm, quá trình miễn dịch như là trong sơ đồ tôi đã trình bày phía trên. Và cái quá trình này nếu được không được kiểm soát thì sẽ kéo dài và khuếch đại lên và dẫn đến tình trạng viêm nặng nề, và đồng thời song song với đó là các cái giai đoạn biểu hiện lâm sàng mà như chúng ta có thể thấy từ giai đoạn nhẹ không phát hiện triệu chứng đến giai đoạn trung bình và giai đoạn nặng là các giai đoạn di chứng ở tại các cái khớp như là chúng ta gặp trên người bệnh viêm khớp dạng thấp. Và như thế thì vấn đề chẩn đoán của bệnh viêm khớp dạng thấp như rất nhiều bệnh lý khác, chúng ta cần có một chiến lược và mục tiêu là chúng ta phải chẩn đoán càng sớm càng tốt, vì vấn đề chẩn đoán sẽ bắt đầu cho cái quá trình điều trị của chúng ta một cách hợp lý nhất. Cho dù giai đoạn nào thì chúng ta chẩn đoán càng sớm càng tốt, và cái vấn đề điều trị sẽ bắt đầu ở cái giai đoạn đó và phù hợp nhất với giai đoạn đó.
Đây là rất nhiều các cách tiếp cận khác nhau và các con đường đi khác nhau của một bệnh nhân viêm khớp dạng thấp đến gặp người thầy thuốc. Nếu người bệnh này đến gặp người thầy thuốc là chúng tôi là bác sĩ chuyên khoa thì quá trình đánh giá thực sự là rất là nhanh, có thể chỉ mất 5-10 phút hoặc là vài tiếng đồng hồ hoặc một buổi sáng. Và sau đó thì nếu là bệnh viêm khớp dạng thấp, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình đánh giá và điều trị ngay, và thời gian này chỉ tính trong giờ và trong ngày. Hoặc nếu không, chúng tôi loại trừ được các bệnh lý cơ xương khớp, bệnh loại trừ viêm khớp dạng thấp, chúng tôi sẽ chuyển đến các bác sĩ chuyên khoa và người bệnh cũng có thể được chẩn đoán, điều trị và chăm sóc một cách sớm nhất. Và nếu theo con đường này thì thời gian chỉ tính bằng ngày và tuần mà thôi. Nhưng nếu người bệnh đó lại gặp các thầy thuốc thuộc nhóm chuyên khoa khác mà các thầy thuốc này lại không có đủ các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về vấn đề chẩn đoán điều trị bệnh cơ xương khớp thì quá trình đánh giá có thể kéo dài mất nhiều ngày, nhiều tháng. Rồi các cái phương pháp điều trị bắt đầu cũng có thể không chính xác, không phù hợp nhất, và thời gian này kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng. Rồi sau đó mới được chuyển đến các bác sĩ cơ xương khớp ở một số trường hợp nhất định chứ không phải tất cả các bệnh nhân này. Lúc đó người bệnh mới có thể được chẩn đoán điều trị một cách hợp lý nhất. Và cái giai đoạn mà người bệnh đến gặp người thầy thuốc không đúng chuyên khoa và không có kinh nghiệm như thế này, đến lúc người bệnh được chuyển đến thầy thuốc chuyên khoa như chúng tôi thì nó kéo dài từ tuần cho đến tháng và thậm chí hàng năm. Và điều đó nó lý giải tại sao người bệnh mặc dù được chẩn đoán, được đến gặp người thầy thuốc sớm nhưng mà được điều trị vẫn muộn và hậu quả vẫn để lại cho người bệnh. Và tôi hy vọng là những cái chương trình sinh hoạt khoa học cho các cái hội viên hội nội khoa của chúng ta như thế này sẽ giúp các bác sĩ, là những bác sĩ ở tuyến đầu, là những bác sĩ gia đình, là những bác sĩ nội khoa sẽ có các kiến thức, không phải là để các thầy thuốc giữ và điều trị các bệnh nhân này, không chỉ là để có thể quản lý và điều trị bệnh nhân này, mà còn để các thầy thuốc có khả năng sàng lọc và chuyển bệnh nhân đến các thầy thuốc chuyên khoa phù hợp nhất, sớm nhất, và để cho quá trình chẩn đoán điều trị bệnh nhân được bắt đầu sớm. Và có thể sau đó chúng tôi vẫn cứ chuyển lại cho các thầy thuốc, và như thế chúng ta tạo thành một cái mạng lưới hoàn chỉnh trong hệ thống chăm sóc sức khỏe người bệnh. Và cái lợi ích đem lại lớn nhất và nhanh nhất và nhiều nhất chính là cho người bệnh, sau đó là đến cho các thầy thuốc chúng ta. Và dựa trên cái nguyên tắc là chẩn đoán bệnh dựa vào các triệu biểu hiện triệu chứng lâm sàng và lâm sàng, thì viêm khớp dạng thấp được chẩn đoán dựa vào các tiêu chuẩn do các hội thấp khoa học đưa ra. Đây là một trong những tiêu chuẩn được áp dụng lâu dài và cho đến nay vẫn còn một số cơ sở và một số thầy thuốc vẫn áp dụng, đó là tiêu chuẩn ACR năm 1987. Và theo tiêu chuẩn này thì chẩn đoán rất đơn giản, chúng ta dựa vào 7 cái yếu tố này, và khi có 4 trên 7 yếu tố thì chúng ta sẽ chẩn đoán. Tuy nhiên là với cái tiêu chuẩn này, với các biểu hiện lâm sàng như cứng khớp buổi sáng trên 1 giờ, rồi tổn thương rất nhiều khớp ở chi, đặc biệt là có tổn thương trên X-quang và các tổn thương ngoài khớp như thế này thì thường người bệnh ở giai đoạn muộn. Và nếu chúng ta chẩn đoán ở giai đoạn này thì chẳng khác gì chúng ta để bệnh nhân tiến triển đến giai đoạn cuối trong cái sơ đồ tiến triển của bệnh, rồi chúng ta mới chẩn đoán và điều trị. Như thế thì hiệu quả điều trị và ý nghĩa nó giảm đi rất nhiều. Và đây chính là những hạn chế, những cái đòi hỏi yêu cầu cái việc thay đổi tiếp cận chẩn đoán đối với bệnh viêm khớp dạng thấp của chúng ta. Đó là chúng ta cần một cái chẩn đoán viêm khớp và dạng thấp cho những cái trường hợp mà bị viêm khớp kéo dài và muộn, khắc phục các cái nhược điểm của tiêu chuẩn chẩn đoán cũ. Thứ hai là chúng ta phải chẩn đoán ở giai đoạn sớm chứ không phải chẩn đoán giai đoạn đã muộn có nhiều di chứng. Giai đoạn này thì rất dễ chẩn đoán nhưng lại kèm theo đó là di chứng, và cái việc chẩn đoán muộn và di chứng thì nó sẽ làm cho việc điều trị của chúng ta không có hiệu quả. Cho nên cái việc chẩn đoán điều trị giai đoạn sớm chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả trong vấn đề điều trị quản lý người bệnh. Và một cái tiêu chuẩn chẩn đoán mà giúp để chẩn đoán sớm và chẩn đoán giai đoạn tiền lâm sàng hay giai đoạn mới là miễn dịch, rối loạn miễn dịch, thì chắc chắn chúng ta cần đến các cái thăm dò xét nghiệm liên quan đến miễn dịch và liên quan đến viêm. Và vấn đề quan trọng nữa là chúng ta phải sàng lọc và tìm ra những người bệnh mà chúng ta quyết định quá trình điều trị bắt đầu sớm và điều trị đặc hiệu ngay thì sẽ làm giảm quá trình tiến triển của bệnh, ngăn ngừa các cái biến chứng. Và đó là lý do người ta đã đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán ACI/EULA năm 2010. Và nhìn vào tiêu chuẩn này thì có vẻ nhiều phức tạp, tuy nhiên là có 4 cái lĩnh vực mà chúng ta cần quan tâm, đó là các biểu hiện lâm sàng mà người ta tập trung vào là các tổn thương tại khớp qua cái việc đánh giá số khớp viêm. Cái thứ hai là rối loạn miễn dịch, bao gồm việc phát hiện anti-CCP hoặc là RF và các yếu tố phản ứng phạm cấp, hay chúng ta còn gọi là máu lắng và CRP. Và một yếu tố nữa là thời gian.
Và nhìn vào đây thì chúng ta chủ yếu dựa vào các biểu hiện tại khớp, các rối loạn miễn dịch, các xét nghiệm viêm và về mặt thời gian. Và thời gian ở đây người ta cho phép chúng ta chẩn đoán là giai đoạn rất sớm, trước cả 6 tuần, khác hẳn với cái tiêu chuẩn chẩn đoán ACR, EULA 5987 như chúng tôi đã trình bày phía trước. Vấn đề ở chỗ là cái tiêu chuẩn này chúng ta cần phải có một số cái xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm miễn dịch, và chúng ta phải đánh giá các tổn thương khớp một cách chính xác. Và có điều quan trọng là chúng ta phải loại trừ các bệnh lý khớp, bệnh lý viêm hoặc bất kỳ bệnh lý nào mà có biểu hiện tại khớp và các rối loạn như thế này trước khi chúng ta áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán. Và đây là cái điều mấu chốt để giúp chúng ta chẩn đoán đúng và sớm. Tại sao thế? Là vì những cái yếu tố như xét nghiệm máu lắng và CRP này nó tăng trong bất kỳ bệnh lý nào. Ví dụ nhiễm khuẩn cũng có thể tăng CRP và máu lắng. Vấn đề viêm khớp này có thể gặp trong bất kỳ bệnh lý nào như là bệnh lý trong hội chứng thấp khớp cận ung thư, bệnh siêu người lớn, các bệnh lý khớp viêm khác đều có biểu hiện như thế này. Cho nên nếu chúng ta chỉ dựa vào số khớp viêm, số khớp đau, các xét nghiệm mà không có tính chất đặc hiệu như thế này và chúng ta cộng một số điểm thì chắc chắn là chẩn đoán của chúng ta có nhiều khả năng là sẽ nhầm. Cho nên đó là một cái điểm lưu ý trong quá trình chẩn đoán mà tôi hy vọng các bác sĩ đa khoa và các nhà thầy thuốc nội khoa chú ý và biết cách áp dụng cái tiêu chuẩn này một cách hợp lý để chúng ta vừa chẩn đoán được viêm khớp thận thấp giai đoạn sớm nhưng đồng thời tránh được các cái sai sót mắc phạm mà chúng ta có thể hoàn toàn tránh được. Một vấn đề tiếp theo là vấn đề điều trị viêm khớp dạng thấp cũng như nhiều các bệnh lý cơ xương khớp đã thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây, và chiến lược điều trị nhắm đích đã là một chiến lược mà được áp dụng trong rất nhiều các bệnh lý cơ xương khớp, trong đó có viêm khớp dạng thấp. Bản chất của chiến lược này là gì? Là chúng ta xác định người bệnh, xác định chẩn đoán người bệnh và xác định cái tình trạng bệnh của người bệnh. Và tình trạng bệnh của người bệnh được đánh giá dựa vào các cái công cụ đánh giá để mức độ hoạt động của người bệnh. Và đối với viêm khớp dạng thấp thì phần lớn các công cụ đánh giá xếp người bệnh thành 4 cái nhóm là lùi bệnh, hoạt động bệnh thấp, hoặc là hoạt động bệnh trung bình, hoặc là cao. Và mục tiêu điều trị của chúng ta là phải đạt được lùi bệnh hoặc là ít nhất là hoạt động bệnh thấp. Như vậy vấn đề mấu chốt là chúng ta phải nắm được các công cụ đánh giá mức độ hoạt động bệnh, sau đó chúng ta áp dụng vào đánh giá người bệnh, quy ra thành các cái con số cụ thể và xác định là người bệnh ở giai đoạn nào, giai đoạn lùi bệnh, hoạt động bệnh thấp, hoạt động trung bình, hoạt động bệnh cao. Và cái chiến lược điều trị hướng đích là gì? Chúng ta xác định đích ở đây là gì? Đích là chúng ta phải điều trị người bệnh đạt được lùi bệnh hoặc là mức độ hoạt động thấp. Và sau khi có chẩn đoán viêm khớp dạng thấp ở giai đoạn hoạt động, tức là giai đoạn mà không phải là hoạt động bệnh thấp hoặc là lùi bệnh, thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình điều trị ngay. Và quá trình điều trị này sẽ là một phác đồ phù hợp cho từng chẩn đoán, từng giai đoạn bệnh. Sau một thời gian có giới hạn từ 3 đến 6 tháng thì chúng ta đánh giá lại tình trạng người bệnh qua các công cụ đánh giá như tôi đã chắc phía trước, và xem thử người bệnh ở mức độ nào so với trước điều trị. Trước điều trị là hoạt động bệnh cao, bây giờ là thấp hay là lùi bệnh. Nếu là thấp và lùi bệnh, coi như chúng ta đạt một phần mục tiêu. Nhưng nếu hoạt động bệnh vẫn cao và rất cao thì buộc chúng ta phải điều chỉnh phác đồ điều trị này để sau 3-6 tháng nữa chúng ta lại đánh giá. Và ở 3-6 tháng sau đó, chúng ta nếu đạt được một trong hai mục tiêu này thì gọi là quá trình điều trị của chúng ta thành công và chấp nhận được. Còn nếu không, chúng ta lại tiếp tục điều chỉnh. Và người bệnh viêm khớp dạng thấp nếu đạt được lùi bệnh hoặc là hoạt động bệnh thấp thì được xem như quá trình điều trị của chúng ta và thất bại. Và quá trình này đòi hỏi phải đánh giá toàn diện của người thầy thuốc và chia sẻ với người bệnh trong suốt quá trình điều trị thì chúng ta mới có thể là quyết định được cái quá trình điều trị chúng ta tốt hay không. Và cái công cụ đánh giá rất là quan trọng, chúng ta phải lựa chọn công cụ phù hợp trong điều kiện thực hành lâm sàng cũng như là phù hợp với lại cái điều kiện của chúng ta đang quản lý và điều trị người bệnh. Và chiến lược này nó là cái chiến lược xuyên suốt trong quá trình quản lý và điều trị người bệnh. Và cái này là một trong những điểm mà tôi muốn các thầy thuốc nội khoa nắm được và áp dụng trên thực tế lâm sàng điều trị người bệnh. Sang về vấn đề các cái thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp thì cũng giống như các bệnh cơ xương khớp khác thì điều trị viêm khớp dạng thấp có rất nhiều các cái thuốc điều trị khác nhau từ những năm đầu của thế kỷ trước cho đến vào thời điểm hiện tại. Và đây là cái quá trình tiến triển của các cái biện pháp, các thuốc điều trị mà được áp dụng cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp từ những năm 30 của thế kỷ trước. Và chúng ta nhìn thấy cùng với thời gian thì rất nhiều các biện pháp điều trị được xuất hiện và áp dụng cho những người bệnh. Tuy nhiên là có rất nhiều các biện pháp trong số các biện pháp được liệt kê ở đây đã không còn được áp dụng hoặc là thậm chí là chống chỉ định vào giai đoạn hiện tại và theo cái hiểu biết về y học và kiến thức hiện tại. Tuy nhiên có những thuốc thì có vẻ như trường tồn cùng với thời gian và
không thay đổi, không có cái ngày kết thúc và cũng không biết có thể kết thúc hay không, hoặc có thể sẽ không bao giờ. Đó là nhóm glucocorticoid. Nhóm này vai trò như thế nào trong các bệnh lý xương khớp, điều trị ra sao? Thầy Khoa đã nói phía trước, tôi cũng không cần nói nhiều ở vai trò, nói về vai trò tập trung của glucocorticoid trong bệnh viêm khớp dạng thấp. Vậy tại sao viêm khớp dạng thấp nói riêng và các bệnh lý xương khớp thì glucocorticoid lại đóng vai trò quan trọng đến như vậy? Đó là do những cơ sở lý do về khoa học và lịch sử mà tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị sau đây, và đó chính là cái vai trò quan trọng của glucocorticoid trong quản lý và điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp của chúng ta. Nói đến vai trò của glucocorticoid trong điều trị các bệnh cơ xương khớp và viêm khớp dạng thấp thì chúng ta không thể không nói đến cái cơ chế tác dụng của thuốc. Glucocorticoid có thể nói là một cái thuốc mà có tác dụng tổng thể toàn diện sâu sắc nhất đối với lại các cái quá trình viêm và miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Thuốc này hay nhóm thuốc này có cái tác động ở tầm cỡ tế bào cũng như tầm cỡ phân tử, và cái chính cái tác động của cái glucocorticoid ở các cái tầm khác nhau như thế này cho nên nó tạo ra một cái tác dụng tổng thể và tổng lực làm cho cái khả năng chống viêm và điều trị bệnh của glucocorticoid cực kỳ tốt. Tuy nhiên cũng vì cái tác dụng tổng thể và toàn diện như thế này ảnh hưởng lên rất nhiều quá trình, kể cả quá trình sinh lý và biến nó thành bệnh lý, cho nên glucocorticoid cũng là một cái thuốc gây ra nhiều các biến chứng nhất trong số các cái thuốc mà chúng ta sử dụng. Và việc mà chúng ta kiểm soát được hiệu quả điều trị bệnh cũng như kiểm soát được tác dụng không mong muốn là một vấn đề quan trọng, giống như chúng ta sử dụng một con dao hai lưỡi, thì như thế nào để chúng ta vừa đảm bảo đạt được mục tiêu nhưng đồng thời cũng không gây ra các tổn thương, các hậu quả khác mà do cái lưỡi tiêu cực của glucocorticoid gây ra. Nhìn vào sơ đồ cơ chế tác dụng đây, chúng ta thấy glucocorticoid tác động vào trong cơ thể người bệnh thông qua rất nhiều con đường, trong đó có con đường thông qua hệ thống hoạt hóa, hệ thống di truyền của cơ thể, cũng như thông qua các cái hoạt hóa mà không phải là liên quan đến cơ chế di truyền. Liên quan cơ chế di truyền thì bản thân thuốc tác động vào quá trình kích thích quá trình phiên mã và làm sản xuất ra các protein chống viêm cũng như là các protein ức chế quá trình viêm. Và các cái con đường mà thông qua không phải là qua hệ thống gen thì cũng tạo ra các protein chống viêm, do đó mà các cái glucocorticoid có tác dụng chống viêm là vì như vậy. Đi vào chi tiết hơn thì ở mức tầm phân tử, chúng ta thấy glucocorticoid là một thuốc mà ức chế rất nhiều các cái quá trình viêm và các thụ thể của quá trình viêm gọi là thụ thể glucocorticoid tác động lên quá trình tổng hợp prostaglandin, đặc biệt là các cái ức chế các cái men cox, và từ đó thì ảnh hưởng đến quá trình sản xuất prostaglandin và các cái cytokine khác, và do đó nó có tác dụng chống viêm. Và như thế thì vừa tác động tế bào vừa tác động vào các phân tử, nó làm cho cái vai trò chống viêm của glucocorticoid là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao, và nó giải thích tại sao thuốc này trước đây được xem là một cái thuốc thần dược mà được sử dụng rất nhiều trong các bệnh lý khác nhau. Và cho vào thời điểm hiện tại thì có một số cái nhóm và một số glucocorticoid mà chúng ta thường thấy trên thị trường, tôi chắc cái này các đồng nghiệp cũng đã nhìn nhiều lần, và cái việc căn cứ lựa chọn một thuốc điều trị nói chung cũng như glucocorticoid nói riêng, chúng ta sẽ phải dựa vào rất nhiều các cái đặc tính về sinh học, về dược lý của thuốc. Đó là gì? Đó là loại tác dụng nhanh hay là chậm, loại trung bình hay là loại kéo dài, và đặc biệt là cái tương đương liều so sánh với lại cortisone là một cái glucocorticoid chuẩn. Và cái quan trọng hơn nữa và quan trọng nhất, một trong những quan trọng nhất là tác dụng chống viêm, là cái tác dụng glucocorticoid, khả năng của glucocorticoid của các cái thuốc khác nhau. Và một vấn đề nữa là khả năng ức chế tuyến đồi thị tuyến yên và cái vai trò giữ nước của thuốc. Và nhìn vào đây chúng ta thấy rất nhiều các thuốc có cái liều tương đương khác nhau ở mức độ chống viêm cũng như là mức độ giữ muối nước và ức chế cái trục đồi thị tuyến yên khác nhau. Tuy nhiên có một nhóm, đó là nhóm tác dụng trung bình, trong đó có prednisolone và methylprednisolone là một nhóm thuốc mà tác dụng chống viêm khá tốt, không quá kéo dài, đồng thời không có các tác dụng giữ ít tác dụng giữ muối và nước, đồng thời là ức chế trục tuyến yên đồi thị cũng ở mức vừa phải. Tuy nhiên là trong nhóm này thì cái tác dụng giữ muối và nước của các thuốc này cũng như chống viêm của cái nhóm thứ hai này cũng khác nhau, mà trong đó methylprednisolone là một thuốc mà
có cái tính năng vượt trội, xét ở các góc độ khác nhau, từ thời từ khả năng chống viêm, cái liều, rồi giữ mũi nước và thời gian bán hủy rất phù hợp trong các cái điều trị bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là viêm khớp dạng thấp của chúng ta. Và nhờ những cái tính năng và cái vai trò về về dược lý và hóa học cũng như tác dụng điều trị trong y học mà glucocorticoid được chỉ định trong rất nhiều các bệnh lý cơ xương khớp khác nhau, trong đó có viêm khớp dạng thấp. Đó là gì? Thì glucocorticoid được sử dụng trong viêm khớp dạng thấp từ giai đoạn rất sớm, từ năm 1948, và cũng chính cái việc sử dụng glucocorticoid điều trị các bệnh cơ xương khớp mà tác giả Kendall và Richten và Hench đã được giải thưởng Nobel năm 1950, và đây là một cái ghi nhận của thế giới khoa học và y học cho các nhà khoa học mà đã phát hiện ra và ứng dụng glucocorticoid trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp. Tuy nhiên là những cái kết quả ban đầu này làm cho người ta nhầm tưởng vai trò thần dược của glucocorticoid, và có vẻ như là đã phóng đại tác dụng, trong khi đó là không lường hết được các tác dụng không mong muốn và hậu quả, cho nên một thời gian dài đã gây ra những hậu quả. Và cho đến nay thì người ta bắt đầu có cái thái độ khoa học và dè chừng đối với lại glucocorticoid, tận dụng các cái lợi thế của nó nhưng cũng hạn chế các cái yếu điểm cũng như cái nguy hại của nó để làm cho cái quy trình điều trị chúng ta trở nên hiệu quả và an toàn hơn. Và vấn đề này cũng còn gây nhiều tranh cãi vào thời điểm hiện tại. Và cho đến bây giờ thì glucocorticoid đã trên 70 năm tuổi, có thể nói là cái tầm tuổi thất thập cổ La Hy đối với lại quan niệm văn hóa chúng ta. Nhưng cho đến hiện nay thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy glucocorticoid rút khỏi chính trường, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy là glucocorticoid sẽ dừng lại và từ bỏ vai trò của mình. Và đó là cái điều mà các thầy thuốc của chúng ta, từ nội khoa cho đến ngoại khoa, từ chuyên khoa cho đến đa khoa, từ các bác sĩ ở tuyến cơ sở ban đầu cần phải nắm được. Mà những cái thông tin vừa rồi có vẻ như vẫn còn nằm ở tầm lý thuyết, tuy nhiên là các cái bằng chứng mà tôi đã chia sẻ phía trước đã được chứng minh bằng các cái nghiên cứu khoa học và các thử nghiệm lâm sàng. Đây là một trong số các nghiên cứu đánh giá vai trò của glucocorticoid trong điều trị viêm khớp dạng thấp ở những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp sớm, trên 192 bệnh nhân được sử dụng glucocorticoid liều thấp và cùng phối hợp với lại DMARD kinh điển, và người ta đánh giá các triệu chứng lâm sàng cũng như tổn thương trên X quang vào các thời điểm tuần thứ 6, tháng thứ 6 sau 1 năm và sau 2 năm. Và người ta nhận thấy là glucocorticoid đã có tác dụng kiểm soát được cái sự tiến triển tổn thương trên X quang của các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp theo cái chỉ số Rontgen, theo cái số đơn vị điểm cũng như là đánh giá một cách tổng thể. Thì người ta thấy ở nhóm sử dụng glucocorticoid làm cho cái điểm tổn thương trên X quang giảm hẳn và giảm kéo dài so với cái nhóm mà không sử dụng glucocorticoid. Như vậy là về mặt cấu trúc thì có vẻ như glucocorticoid đã được chứng minh là làm hạn chế quá trình tiến triển tổn thương của viêm khớp dạng thấp cùng với các tác dụng trên lâm sàng mà người ta đã biết trước đó. Tuy nhiên, để khẳng định thêm thì nhiều các nghiên cứu khoa học sau đó, các thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành, và đây là một trong những thử nghiệm lâm sàng được tiến hành rất nhiều các bệnh viện ở Hà Lan trên 236 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp sớm, với cái thiết kế thử nghiệm là ngẫu nhiên mù đôi và có nhóm chứng giữa giả dược và placebo, và người ta thấy glucocorticoid sử dụng cùng với các cái thuốc cơ bản như methotrexate thì đã giúp làm cải thiện cái chỉ số DAS28, tức là mức độ hoạt động bệnh, là trong những chỉ số mà chúng ta sử dụng để đánh giá tiến triển của bệnh cũng như chất lượng cuộc sống hay là tình trạng sức khỏe chung và mức độ đau cũng như là tình trạng viêm của người bệnh. Ở nhóm sử dụng glucocorticoid, các chỉ số này đều thấp và kéo dài và xuất hiện từ rất sớm và kéo dài liên tục trong 24 tháng điều trị ở tất cả các cái chỉ số đánh giá. Như vậy là không chỉ là về mặt lâm sàng, về mặt xét nghiệm và kiểm mặt hình ảnh thì glucocorticoid đóng vai trò trong cái việc kiểm soát viêm khớp dạng thấp. Và cũng trong nghiên cứu này, người ta đánh giá cái tỷ lệ phần trăm hay xác suất các bệnh nhân mà có cái giảm tiến triển tổn thương cấu trúc trên X quang, thì người ta thấy nhóm sử dụng glucocorticoid và methotrexate thì đã có cái số bệnh nhân mà chậm và giảm cái tiến triển bào mòn trên các điểm đánh giá bào mòn khớp tốt hơn so với nhóm không sử dụng glucocorticoid. Như vậy là bằng chứng ngăn chặn các tổn thương trên cấu trúc của glucocorticoid là không nghi ngờ gì.
Vậy thì đối với các cái thuốc đi mát sinh học thì sao? Đi mát sinh học như thầy Khoa đã trình bày phía trước là một trong những thuốc mà coi đóng vai trò quan trọng và là thay đổi cái chiến lược cũng như là hiệu quả điều trị của các bệnh cơ xương khớp. Đây là một trong những nghiên cứu mà áp dụng đánh giá sử dụng glucocorticoid phối hợp với đi mát sinh học có tên là nghiên cứu BEST. Với nghiên cứu này, người ta thiết kế làm 4 nhóm điều trị, trong đó một nhóm là điều trị theo cách thông thường trước đến nay, trước khi có chiến lược điều trị nhắm đích sử dụng, tức là áp dụng từ điều trị triệu chứng đến đi mát kinh điển và với cái liều rồi thời gian tăng dần. Cái nhóm thứ hai là chúng ta điều trị tăng lên nhưng có cái sự phối hợp các thuốc, tức là có tính chất tích cực hơn so với nhóm đầu tiên. Và nhóm thứ ba là phối hợp đi mát với lại glucocorticoid, và nhóm thứ tư là phối hợp methotrexate và remicade. Và kết quả cho thấy là ở cái nhóm mà chúng ta sử dụng glucocorticoid với lại đi mát kinh điển hoặc ở nhóm sử dụng remicade với lại methotrexate thì có cái chỉ số sức khỏe nói chung của bệnh nhân cải thiện rất tốt và sớm và kéo dài so với cái nhóm bệnh nhân mà không so với nhóm bệnh nhân mà sử dụng các phác đồ điều trị thông thường mà không có glucocorticoid. Và đánh giá ở cái góc độ tổn thương trên cấu trúc, người ta cũng nhận thấy ở cái nhóm điều trị thông thường hoặc nhóm điều trị theo bậc thang thì cái khả năng ức chế cái tổn thương trên X quang cũng như là phần trăm số bệnh nhân mà ngừng tiến triển trên X quang là thấp hơn so với cái nhóm sử dụng glucocorticoid hoặc là sử dụng thuốc sinh học với lại methotrexate. Như vậy là glucocorticoid kết hợp với đi mát kinh điển hay đi mát sinh học đều cho thấy cái tác dụng tương tự như nhau. Và thêm vào đó thì có rất nhiều các nghiên cứu khác và người ta muốn đánh giá thêm về hiệu quả glucocorticoid đối với các thuốc điều trị mới, đặc biệt là các đi mát sinh học tổng hợp như là nhóm ức chế men chắc. Thì đây là một trong những nghiên cứu mà phân tích từ 6 cái thử nghiệm lâm sàng phase 3 khác nhau trên hơn 3.000 bệnh nhân sử dụng các đi mát sinh học và đi mát kinh điển cùng với lại glucocorticoid liều thấp với cái liều dưới 10mg. Thì người ta nhận thấy điều gì? Người ta nhận thấy là ở cái nhóm mà bệnh nhân có sử dụng glucocorticoid ấy, thì cái khả năng kiểm soát triệu chứng lâm sàng tốt hơn hẳn so với nhóm mà không có sử dụng glucocorticoid trong các phác đồ phối hợp như thế này. Tuy nhiên các tác dụng này nó xuất hiện ở thời gian đầu trong quá trình điều trị, còn sau thời gian kéo dài là 2 năm thì tác dụng có vẻ như là không vượt trội, thậm chí là còn không bằng nhóm mà không sử dụng glucocorticoid. Cũng như vậy ở cái nhóm mà đấy là nhóm methotrexate, còn nhóm mà sử dụng tofacitinib người ta cũng nhận thấy điều tương tự, tức là nhóm phối hợp với glucocorticoid thì số bệnh nhân có hiệu quả điều trị tốt hơn, đặc biệt là cái nhóm mà sử dụng 10mg hai lần một ngày thì cái số bệnh nhân mà đạt được số ICR 20, 50 và 70 tốt hơn ở nhóm sử dụng glucocorticoid so với nhóm không sử dụng glucocorticoid. Tuy nhiên là thời gian kéo dài thì cái tác dụng này nó không còn rõ nữa, thậm chí là có tác dụng chiều ngược lại. Đánh giá ở mức độ lùi bệnh là cái thang điểm mà chúng tôi đã trình bày phía trước, là công cụ để đánh giá xem hiệu quả điều trị bệnh của chúng ta như thế nào cũng như là quyết định việc điều trị tiếp theo của chúng ta ra sao. Thì người ta đánh giá dựa vào hai chỉ số là mức độ hoạt động bệnh thấp và lùi bệnh, là hai cái mục tiêu mà tôi nói lúc đầu là chúng ta đặt ra điều trị đối với khớp dạng thấp ấy. Thì người ta cũng nhận thấy ở nhóm sử dụng methotrexate, tofacitinib 5mg hay 10mg thì đều cho thấy nhóm phối hợp với glucocorticoid thì có vẻ tác dụng kiểm soát bệnh tốt hơn ở số bệnh nhân mà sử dụng phối hợp với glucocorticoid so với nhóm bệnh nhân không sử dụng. Nhưng cái tác dụng này cũng tập trung vào 6 tháng đầu, còn ở một năm mà 24 tháng sau thì tác dụng nó không còn được vượt trội như là thời gian đầu, thậm chí là có trong một số trường hợp thì còn đảo ngược. Như vậy là chúng ta chỉ sử dụng glucocorticoid trong thời gian đầu và ngắn thì hiệu quả sẽ tốt hơn và cũng tránh được một số các cái tai biến mà sau các cái phần slide sau tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Đứng ở góc độ về cấu trúc thì người ta cũng thấy là đối với bệnh nhân mà sử dụng glucocorticoid phối hợp methotrexate cũng có tác dụng ức chế cái tổn thương cấu trúc tốt hơn là nhóm mà không sử dụng glucocorticoid, và ở nhóm sử dụng phối hợp với tofacitinib cũng như vậy. Nhưng cái tác dụng này nó cũng tác dụng tốt ở giai đoạn đầu và giai đoạn sau thì người ta thấy nó cũng không có cái sự khác biệt rõ ràng và đáng kể so với lại cái nhóm không sử dụng glucocorticoid. Với tỷ lệ bệnh nhân mà không có tiến triển trên X quang cũng như vậy thì nhóm sử dụng đi mát phối hợp với glucocorticoid có vẻ như đạt được tỷ lệ bệnh nhân không có tiến triển trên X quang tốt hơn là cái nhóm mà không có glucocorticoid nhưng ở giai đoạn 6 tháng đầu điều trị, còn ở giai đoạn sau thì cái kết quả này cũng không vượt trội so với cái nhóm mà không sử dụng glucocorticoid.
Như vậy đến đây chúng ta nhận thấy là glucocorticoid có tác dụng tốt với lại viêm khớp dạng thấp cả về mặt kiểm soát triệu chứng lẫn ngăn ngừa các tiến triển trên X quang, nhưng ở nhóm sử dụng liều thấp và trong giai đoạn đầu điều trị của bệnh, những trường hợp kéo dài thì hiệu quả không rõ ràng và có một số cái tác dụng không mong muốn mà chúng ta cần phải tránh. Về vấn đề sử dụng glucocorticoid liều cao, chúng ta đã bàn về vấn đề sử dụng glucocorticoid liều thấp và trong thời gian đầu, và bây giờ chúng ta chuyển sang đánh giá là cái việc sử dụng tiềm năng glucocorticoid liều cao. Thì glucocorticoid liều cao cũng có các chỉ định cho rất nhiều các bệnh lý khác nhau, không chỉ chuyên ngành cơ xương khớp mà rất nhiều các bệnh lý thuộc các chuyên ngành khác nhau, và đặc biệt các bác sĩ nội khoa chúng ta có thể gặp hàng ngày. Và trong chuyên ngành cơ xương khớp thì chỉ định liều cao sử dụng trong viêm khớp dạng thấp, viêm khớp thực phát thiếu niên, lupus ban đỏ và một số bệnh lý cơ xương khớp khác. Và một số trường hợp khác cũng có thể sử dụng liều cao nhưng với cái tần số ít hơn và cái tỷ lệ thấp hơn, và cái việc sử dụng cho những trường hợp này cũng thận trọng. Tuy nhiên sử dụng glucocorticoid liều cao nó kéo theo một loạt các cái tai biến mà chúng ta cần phải đánh giá. Thì có rất nhiều các tác dụng phụ không mong muốn của glucocorticoid mà tất cả chúng ta đều nắm được. Tuy nhiên có một số tác dụng mà chúng ta luôn lưu ý, đó là gì? Đó là ảnh hưởng lên hệ thống cơ xương khớp. Thì đây là một nghiên cứu người ta đánh giá sử dụng glucocorticoid liều cao ngắn ngày với lại glucocorticoid đường uống. Thì người ta nhận thấy sau thời gian theo dõi 1 năm thì người ta thấy ở hai cái nhóm sử dụng glucocorticoid liều cao ngắn ngày với nhóm sử dụng đường uống thấp kéo dài thì cái thay đổi về mật độ xương nói chung là không thay đổi, mặc dù có giảm cùng với thời gian nhưng mà sự khác biệt giữa hai nhóm là không có ý nghĩa thống kê, nhất là ở cái giai đoạn đầu. Giai đoạn sau sau 1 năm thì người ta thấy có sự khác biệt nhóm mà sử dụng đường uống, tức là lúc đấy thì cái hiệu quả, hậu quả về ảnh hưởng đến xương mới rõ ràng. Như vậy thì chúng ta rút ra là gì? Là việc sử dụng glucocorticoid kéo dài, đặc biệt là thời gian tới 1 năm thì bắt đầu các hiệu quả nó sẽ rõ ràng hơn so với những trường hợp mà sử dụng ngắn ngày. Đánh giá về mật độ xương ở các cái vị trí cụ thể khác nhau như là cột sống thắt lưng và cột xương đùi cũng cho kết quả tương tự. Người ta nhận thấy là nhóm ở thời gian đầu từ 3 đến 6 tháng đầu thì cái sự khác biệt giữa nhóm sử dụng glucocorticoid liều cao ngắn ngày với lại đường uống kéo dài thì không có sự khác biệt. Tuy nhiên là thời gian từ 6 tháng trở đi thì cái sự khác biệt để có ý nghĩa thống kê, đặc biệt là nhóm ở cột sống thắt lưng, cột sống tức là cái loãng xương cột sống nó sẽ xảy ra sớm và nặng hơn ở các bệnh nhân sử dụng glucocorticoid. Điều đó cũng giải thích tại sao bệnh nhân lạm dụng glucocorticoid thì loãng xương sớm và nhiều và nặng hơn ở cột sống. Còn ở cột xương đùi cũng với cái xu hướng tương tự nhưng mà nó xảy ra muộn hơn, từ 9 tháng đến 1 năm thì cái sự khác biệt giữa hai nhóm này mới thấy rõ rệt. Như vậy nếu chúng ta sử dụng glucocorticoid liều cao và ngắn ngày thì có thể nói là không ảnh hưởng gì nhiều đến cái việc chuyển hóa xương và ảnh hưởng đến mật độ xương ở các bệnh nhân của chúng ta. Việc sử dụng glucocorticoid liều cao và kéo dài kể cả phối hợp với DMARD và không cũng đều gây ra những hậu quả, trong một trong những hậu quả đó là nhiễm trùng. Thì đây là một cái nghiên cứu người ta đánh giá về tỷ lệ duy trì điều trị với glucocorticoid liên quan đến cái nhiễm trùng, thì người ta thấy ở nhóm mà không sử dụng glucocorticoid thì tỷ lệ duy trì điều trị nó tốt hơn hẳn so với nhóm sử dụng glucocorticoid với liều 0-5 và nhóm lớn trên 5, đặc biệt là cái nhóm mà lớn trên 5mg thì kéo dài thì tỷ lệ nhiễm trùng và bỏ thuốc và phải ngừng thuốc do nhiễm trùng nó cao hơn rất nhiều. Như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng glucocorticoid nhưng với liều thấp chứ không phải là kéo dài. Và nếu không sử dụng glucocorticoid kéo dài, ở đây là thời gian tới 5 năm, 10 năm thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với những trường mà chúng ta sử dụng kéo dài. Cho nên xu hướng là chúng ta sẽ sử dụng liều thấp và trong khoảng thời gian phù hợp cho người bệnh của chúng ta. Và từ các nghiên cứu trên thì người ta rút ra một số cái khuyến cáo cho sử dụng glucocorticoid liều cao như sau, là chúng ta nên sử dụng với liều dược lý phù hợp và ngắt quãng. Thì có tác dụng điều trị mà giảm các tác dụng không mong muốn, và cách dùng của chúng ta có thể dùng liều có thể lên đến 250mg hoặc cao hơn trong một ngày và trong khoảng thời gian ngắn ngày, mặc dù không có các hướng dẫn cụ thể về thời gian về liều lượng cho glucocorticoid liều cao nói chung, nhưng thường chúng ta dùng có thể là một lần trong vài ngày hoặc là trong một số ngày một cách quãng và không nên sử dụng kéo dài thì các hiệu quả điều trị chúng ta vẫn đạt được nhưng không có các tác dụng không muốn. Nhưng có một điều lưu ý là nếu chúng ta sử dụng liều cao như thế này và ngắn ngày mà nếu chúng ta dùng đột ngột thì có thể gây ra các cái hội chứng rút thuốc, do đó có thể chúng ta sẽ cần phải có một điều chỉnh phù hợp và chuyển đổi phù hợp cho những bệnh nhân sử dụng glucocorticoid liều cao.
Về vấn đề sử dụng glucocorticoid kéo dài và giảm liều thì sao? Thì đây là một nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân sử dụng glucocorticoid liều thấp và trong thời gian ngắn 24 tuần. Thì người ta nhận thấy ở cái nhóm bệnh nhân mà sử dụng glucocorticoid liên tục không giảm liều thì tỷ lệ mà kiểm soát được cái đợt phát tái phát của bệnh nó tốt hơn là nhóm bệnh nhân mà chúng ta giảm liều. Như vậy ở đây mặc dù chúng ta dùng liều thấp và trong khoảng thời gian ngắn nhưng mà chúng ta nên dùng cái liều duy trì chứ không phải là cái liều mà chúng ta cứ chia nhỏ ra thì hiệu quả điều trị nó sẽ kém đi rất nhiều. Qua các nghiên cứu thử nghiệm người ta đã chứng minh như tôi đã trình bày. Và để tổng hợp cho các cái thử nghiệm lâm sàng và các cái nghiên cứu ở trên thì người ta nhận thấy là glucocorticoid rõ ràng là một có tác dụng kiểm soát triệu chứng bệnh nhưng đồng thời có cái tác dụng giống như là DMARD trong điều trị viêm khớp dạng thấp, đặc biệt ở giai đoạn sớm của bệnh, và với cái liều từ 7,5 đến 10 mg hoặc thấp hơn là 5 mg thì khá là an toàn và mang lại hiệu quả cao đối với người bệnh, và có vẻ như các tác dụng không mong muốn với cái liều thuốc như thế này, thời gian sử dụng như này là đang bị phóng đại, nó không đến mức. Chỉ có một cái yếu tố duy nhất mà cần thận trọng, đó là cái tình trạng nhiễm trùng của những bệnh nhân sử dụng glucocorticoid, kể cả những trường hợp mà dùng liều thấp và kéo dài thì chúng ta nên cân nhắc và thận trọng đối với người bệnh của chúng ta. Và một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp của thư viện Cochrane cũng cho thấy là glucocorticoid thì có thêm cái tác dụng là làm giảm, ngăn ngừa quá trình tiến triển tổn thương cấu trúc ở viêm khớp dạng thấp cùng với lại các cái thuốc điều trị khác trong một phác đồ điều trị chuẩn và đầy đủ với một cái chiến lược điều trị tích cực và nhắm đích như là tôi đã trình bày ở phía trên. Vậy thì các thử nghiệm lâm sàng rồi các cái điểm mạnh điểm yếu rút ra từ các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của glucocorticoid được ứng dụng như thế nào vào trong các cái hướng dẫn điều trị, thì đây là một trong những hướng dẫn điều trị khá nổi tiếng của Hội thức khoa học châu Âu về việc điều trị viêm khớp dạng thấp. Thì với cái hướng dẫn điều trị này chia bệnh nhân ra làm 3 pha, 3 giai đoạn: giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Giai đoạn 1 là giai đoạn bắt đầu điều trị và nói những cái vai trò của các thuốc chữa triệu chứng, trong đó có glucocorticoid và các thuốc chống viêm. Giai đoạn 2, giai đoạn 3 là các cái giai đoạn mà chúng ta điều chỉnh phối hợp các cái DMARD kinh điển và sinh học, thì không nằm trong phạm vi bài nói này nên tôi không nói sâu, nhưng vai trò của glucocorticoid được đề cập ngay từ đầu với tất cả các thể bệnh, với các tất cả các cái phác đồ điều trị phối hợp ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp của chúng ta theo cái hướng dẫn điều trị của EULA. Đây là một cái hướng dẫn điều trị thứ hai của APLA, là cái Hội thức khoa học châu Á Thái Bình Dương mà trong đó Việt Nam chúng ta là thành viên, và chúng tôi cũng tham gia đóng góp vào cái biên soạn của cái phác đồ điều trị này. Thì chúng ta nhận thấy là viêm khớp dạng thấp được APLA hướng dẫn điều trị theo hai nhóm là giai đoạn bệnh tiến triển và giai đoạn 2 là giai đoạn bệnh ổn định. Ở giai đoạn tiến triển thì như thông thường giống như các cái hướng dẫn điều trị khác là quá trình chúng ta khám và đánh giá, chẩn đoán xác định viêm khớp dạng thấp, rồi đánh giá tình trạng chung của người bệnh, các bệnh lý đi kèm và các yếu tố nguy cơ. Sau đó chúng ta sẽ chia ra các cái nhóm có yếu tố tiên lượng xấu và các yếu tố không có yếu tố tiên lượng xấu, thì sẽ bắt đầu sử dụng các phác đồ điều trị khác nhau như là DMARD sinh học với đơn trị liệu hoặc đa trị liệu, rồi phối hợp các cái DMARD sinh học nếu trong trường hợp mà các cái phác đồ điều trị của chúng ta không có hiệu quả hoặc có chống chỉ định với một số trường hợp cụ thể. Thì ngay ở giai đoạn đầu này thì vai trò của glucocorticoid cũng được nhấn mạnh với cái việc phối hợp với các DMARD kinh điển cả đường toàn thân hoặc là tại chỗ, cũng như là giai đoạn một kết hợp với lại, tức là nâng cấp cái quá trình điều trị phối hợp các cái DMARD với nhau hoặc chuyển đổi thuốc sinh học, thì cũng có vai trò của glucocorticoid, nhất là trong giai đoạn đầu, trong giai đoạn 6 tháng đầu điều trị của bệnh nhân là rất là quan trọng. Ở giai đoạn thứ hai là giai đoạn bệnh ổn định, thì người ta hướng dẫn chúng ta với cái các cái kịch bản khác nhau, là kịch bản mà bệnh nhân ổn định mà đang sử dụng DMARD đơn trị liệu, hoặc là bệnh nhân ổn định có sử dụng glucocorticoid với lại kết hợp với lại phác đồ điều trị nhiều thuốc, rồi kết hợp với DMARD sinh học và glucocorticoid, thì kể cả giai đoạn này người ta vẫn nói đến vai trò glucocorticoid có thể áp dụng và tiếp tục dùng ở giai đoạn này, bên cạnh cái việc điều chỉnh và áp dụng các cái thuốc khác trong cái phác đồ điều trị của người bệnh. Như vậy cho dù giai đoạn nào thì vai trò của glucocorticoid vẫn được đề cập đến trong suốt quá trình điều trị của bệnh viêm khớp dạng thấp, nó tùy vào mức độ hoạt động bệnh, tùy vào triệu chứng và tùy vào tiến triển của người bệnh. Và cái hướng dẫn điều trị mới nhất của ACR, tức là Hội thức khoa học Hoa Kỳ năm 2021, cũng cho thấy là vai trò của glucocorticoid tiếp tục được
được nhấn mạnh và đề cập, đặc biệt là trong giai đoạn đầu điều trị bệnh và phối hợp với các DMAT sinh học gọi là kinh điển, đặc biệt là những bệnh nhân mà chưa có sử dụng các DMAT trước đó, thì vai trò glucocorticoid rõ ràng là không thể phủ nhận. Và tổng hợp lại thì các cái hiệp hội thấp khúc học khác nhau trên thế giới như là EULA là hội thấp khúc học châu Âu, ACIA là thấp khúc học Mỹ, thấp khúc học Canada, Brazil, APLA là hội thấp khúc học mà có cái khuyến cáo điều trị mà tôi vừa mới trình bày kỹ hơn đó, thì tất cả các cái hiệp hội này đều đưa vai trò của glucocorticoid trong điều trị viêm khớp dạng thấp, đặc biệt là liều thấp và kéo dài vào giai đoạn bắt đầu của điều trị bệnh, và với cái liều là dưới 10mg hoặc dưới 7mg trong hầu hết các cái khuyến cáo. Cá biệt có một số trường hợp như là hội thấp khúc học Brazil thì cho cái liều dưới 15mg một ngày. Nói tóm lại là cái liều glucocorticoid khuyến cáo sử dụng trong viêm khớp dạng thấp là một liều thấp và trong thời gian phù hợp, nhất là giai đoạn đầu điều trị của bệnh khi mà các triệu chứng lâm sàng và mức độ đau bệnh chưa kiểm soát thì không thể phủ nhận được. Và để có một hướng dẫn cụ thể cho cái việc sử dụng glucocorticoid thì hội thấp khúc học châu Âu cũng đưa ra khuyến cáo về liều lượng và cái cách điều chỉnh liều glucocorticoid cho các bệnh nhân bệnh bệnh khớp nói chung, trong đó có viêm khớp dạng thấp. Thì người ta chia ra 3 mức độ, đó là mức độ là liều thấp dưới 5mg thì hầu như là an toàn, không có các tác dụng không mong muốn và hậu quả nghiêm trọng. Cái liều từ 5 đến 10mg là liều mà có thể là an toàn nhưng có thể là bắt đầu có nguy cơ, còn liều trên 10mg, đặc biệt là trên 15mg là cái liều mà chúng ta cần phải thận trọng với cái mức báo động cũng như là các nguy cơ đối với người bệnh như tôi đã trình bày phía trên. Và với cái nhóm mà an toàn thì có các yếu tố, các nguy cơ mà chúng ta có thể cân nhắc vào đó để xem là các cái nhóm được an toàn đó là gì. Đó là nguy cơ dạng thấp sớm và có mức độ hoạt động bệnh thấp và có cái liều glucocorticoid mà tích lũy từ trước đến vào thời điểm chúng ta điều trị là thấp, thì cái nhóm này là cái nhóm mà an toàn. Và để làm được điều này thì chúng ta phải buộc phải chẩn đoán sớm và điều trị sớm và điều trị đúng viêm khớp dạng thấp, và cái vai trò của bác sĩ nội khoa ở đây là cực kỳ quan trọng. Ngoài ra thì chúng ta phải bổ sung canxi, vitamin D, kiểm soát tốt các nhiễm trùng, rồi kiểm soát các cái rối loạn về chuyển hóa, rồi là chế độ ăn của người bệnh cũng như các bệnh lý về tim mạch, loại trừ các nguy cơ này thì chúng ta sử dụng liều thấp nữa thì sẽ là cái nhóm an toàn. Ngược lại thì cái nhóm mà có mức độ động bệnh cao, liều corticoid tích lũy kéo dài và đặc biệt là có thêm các yếu tố về liên quan đến chế độ ăn, rồi thói quen sinh hoạt như rượu, thuốc lá vân vân, rồi có các cái hậu quả nguy cơ gây ra loãng xương do glucocorticoid như là bệnh nhân nhiều tuổi, nữ giới, sau mãn kinh vân vân, rồi kèm thêm các bệnh lý nhiễm trùng, rồi rối loạn về chuyển hóa, các bệnh lý tim mạch, thì nhóm này là nhóm nguy cơ cao. Và nếu chúng ta sử dụng với lại cái liều cao nữa thì chúng ta sẽ gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp nhiều lần cái nguy cơ đối với người bệnh. Cho nên những cái nhóm bệnh nhân như thế này và với cái liều cao như thế, chúng ta buộc phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng trước khi quyết định điều trị cho người bệnh. Và thời gian cũng đã đủ và tôi chắc là đồng nghiệp cũng cảm thấy buồn ngủ và tôi muốn kết thúc bài nói của tôi ở đây để dành thời gian cho thầy Tú báo cáo tiếp. Và trước khi kết thúc tôi muốn nhấn mạnh một vài điểm chủ yếu về cái chủ đề mà tôi trình bày và chia sẻ với các đồng nghiệp hôm nay. Đó là gì? Đó là viêm khớp dạng thấp là một bệnh không nghi ngờ gì, là một bệnh thường gặp, có thể nói là nhất trong các bệnh lý khớp viêm trong chuyên ngành cơ xương khớp cũng như đối với các bác sĩ ngoại khoa. Và bệnh là một cái thực thể mà có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng đối với người bệnh, gia đình và xã hội. Và để ngăn ngừa những cái hậu quả này thì việc chẩn đoán sớm và điều trị sớm tích cực là cực kỳ quan trọng. Và làm thế nào để chẩn đoán sớm và điều trị tích cực thì chúng ta buộc phải áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán mới một cách linh hoạt và hợp lý. Thứ hai là chúng ta phải điều trị phác đồ khởi phát đầu sớm và tích cực dựa theo chiến lược điều trị hướng đích như tôi đã trình bày phía trước. Và glucocorticoid không nghi ngờ gì là một thuốc có vai trò quan trọng cùng với DMAT. DMAT sẽ giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh và giúp cho chiến lược điều trị nhắm đích cũng như là chiến lược điều trị nói chung của chúng ta đối với viêm khớp dạng thấp đạt được hiệu quả cao hơn, sớm hơn, an toàn hơn, bền vững và lâu dài hơn, lợi ích lâu dài cho người bệnh, gia đình và xã hội. Glucocorticoid mặc dù chúng ta có thể dùng liều cao, nhưng nếu chúng ta dùng liều cao kéo dài thì gây ra một loạt các nguy cơ, trong đó có những khuẩn và tác dụng không mong muốn của thuốc, do đó cần cân nhắc khi chúng ta buộc phải sử dụng glucocorticoid liều cao. Khi sử dụng glucocorticoid chúng ta chắc chắn là phải cân nhắc đến cái chẩn đoán, rồi mức độ bệnh, cơ địa của mỗi người bệnh, nhưng cái đặc tính của thuốc là một trong những cái thuốc quan trọng mà chúng ta phải căn cứ và dựa vào cái đặc tính về hiệu quả chống viêm, tác dụng lên trục đồi chỉ tuyến yên, rồi
tác dụng giữ mùi nước để chúng ta lựa chọn glucocorticoid tốt nhất và phù hợp nhất cho người bệnh để đạt được hiệu quả chống viêm tối đa, nhưng đồng thời hạn chế tối đa các tác dụng không mong muốn của người bệnh. Và methylprednisolone với cái đặc điểm đặc tính như vậy là thuốc thuộc nhóm glucocorticoid, tức là mang đầy đủ các cái tác dụng kỳ diệu của glucocorticoid. Tuy nhiên là nó cũng có các tác dụng không mong muốn nhưng ở mức độ thấp hơn so với lại các glucocorticoid khác, do đó có thể là một cái lựa chọn tiềm năng cho chúng ta để sử dụng điều trị các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp nói riêng cũng như các bệnh nhân bị bệnh cơ xương khớp. Và tôi xin kết thúc bài nói ở đây. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp, các quý thầy cô và các đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Em mời thầy Hùng tắt cam giúp em ạ. À, tắt slide giúp em ạ.